Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 441, đám người Triệu Nhã đi tới 1. Hàn Mai mượn linh khí sinh trưởng, đây là bức tranh ngũ cảnh. Phun nước miếng, lại biến thành ngũ cảnh. Có cần khoa trương như vậy hay không? Khuôn mặt của tất cả mọi người vặn vẹo, trợn mắt há hốc mồm. Một man thú ở trên tuyên chỉ tùy tiện chạy một chút, lộn mèo, cái gì đều không phải. Kết quả người ta rũ một cái, biến thành tác phẩm tam cảnh. Như vậy còn chưa xong, cây đuốc hơ nóng một chút, biến thành tứ cảnh. Phun nước một cái, xuất hiện thêm cảnh tượng tuyết bay đầy, thăng cấp ngũ cảnh. Dựa vào, ngươi không phải là thi họa sư, là chơi xiếc ảo thuật sao? Bức tranh ngũ cảnh, lại chỉ có thi họa sư tam tinh mới có khả năng làm ra. Ngươi sử dụng còn man thú liền làm được. Có cần điên cuồng như vậy hay không? Tất cả mọi người lại nhìn về phía Trương Huyền, giống như là đang nhìn một con quái vật. Trước đó bọn họ chỉ thấy người này là nói bốc nói phét, tiểu tử vô tri giả vờ giả vịt. Mà bây giờ bọn họ đã biết, sợ rằng chức vị tông sư chân chính, điều luyện sắc sảo, cao thâm khó dò. Bộ dạng tác phẩm lúc đầu thoạt nhìn cũng không được tốt lắm, cứng rắn tăng lên tới ngũ cảnh. Quả thực giống như phép thuật, khiến cho người ta không kịp nhìn, khó có thể tin nổi. Chuyện này, môi của hai đại phó hội trưởng cũng run rẩy. Điều này cũng quá nghịch thiên. Chưa đủ 20 tuổi, làm ra tác phẩm ngũ cảnh. Thiên phú như thế, cho dù ở Tổng hội thi họa sư, sợ rằng cũng có thể xếp lên hàng sát đầu. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, đổi lại thành người khác, cho dù là thi họa sư tam tinh, làm ra tác phẩm ngũ cảnh, cũng cần trai giới tắm rửa, chuẩn bị các loại. Người này thì hay rồi, phun nước bọt liền làm ra được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ khi nào tác phẩm ngũ cảnh lại đơn giản như vậy? Ta không ngờ lại so tài cùng một người có thể làm ra tác phẩm ngũ cảnh. Sắc mặt Quý Mặc công tử càng trắng bệch, hận không thể đâm đầu chết. Mắng xong đối phương, người ta liền lấy con man thú qua vẽ tranh. Vừa cười nhạo hắn vẽ không ra cái gì, lại tăng tác phẩm lên tới tam cảnh. Nói xong hắn là hợp tác không xứng cùng mình không phân thắng bại, hắn lại thăng cấp bức tranh thành tứ cảnh. Hiện tại còn làm ra một ngũ cảnh. Ngươi là đặc biệt tới đánh vào mặt ta sao? Sớm biết rằng ngươi là vị đại tông sư siêu cấp ngũ cảnh, ta lại tìm đường chết, cũng không có khả năng khiêu khích. Cái này thì hay rồi, thể hiện không thành ngược lại biến thành ngu ngốc, tất cả mọi người chế giễu. Sau đó đừng nói tán gái, sợ rằng không còn mặt mũi sống sót nữa. Các ngươi kiểm tra một chút, có đúng là bức tranh ngũ cảnh hay không? Không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người. Trương Huyền lại trở lại trước mặt của hai vị phó hội trưởng hỏi. Không cần kiểm tra, đúng. Hai vị phó hội trưởng đã chấn kinh nói không ra lời. Bức tranh ngũ cảnh, có thể tự chủ hấp thu linh khí, lộ rõ hình thể. Mặc dù không có linh trí của mình, lại có thể rời khỏi bức tranh, lan tràn ra phía ngoài. Nhìn ra những điều này, không cần hiểu được bao nhiêu đối với thi họa, chỉ cần không mù mắt là được. Bọn họ thân là phó hội trưởng, thi họa sư nhị tinh đỉnh phong. Làm thế nào có thể không nhìn ra? Cái này, ta không phải có thể nhận được huy hiệu thi họa sư tam tinh chứ? Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên, cái này. Ngô phó hội trưởng cố kìm chế kích động trong lòng, có chút do dự, nói. Dựa theo đạo lý, là có thể, chỉ có điều, phân bộ chúng ta chỉ có một mình hội trưởng là thi họa sư tam tinh. Hơn nữa hắn còn không ở đây, chúng ta không có tư cách đánh giá đẳng cấp cao như vậy. Không có tư cách. Trương tông sư đừng có gấp. Ngô phó hội trưởng vội vàng xua tay. Trước đó xưng hô tiểu huynh đệ, giờ lại đổi giọng là tông sư. Có thể làm ra tác phẩm ngũ cảnh, thực lực đã vượt quá xa so với bọn họ. Cho dù bọn họ lớn tuổi, cũng không dám vượt qua, xưng hô, huynh đệ. Nếu thật sự như vậy, xem như là rối loạn quy định. Xem đẳng cấp không có gì. Chỉ cần chúng ta đưa bức tranh của ngươi đi tới tổng bộ, tìm chuyên gia xét duyệt. Huy hiệu đẳng cấp rất nhanh sẽ được đưa xuống. Ngô phó hội trưởng nói tiếp. Cái này, đại khái cần phải mất 10 ngày. 10 ngày. Đúng, chỉ có điều, huy hiệu tam tinh tạm thời không có cách nào giao cho ngươi. Thật ra huy hiệu nhị tinh ngược lại có thể giao ra ngay bây giờ. Ngô phó hội trưởng ngoắc tay. Một học đồ đã đi ra. Thời gian không lâu lắm, hắn liền lấy ra một huy hiệu đi tới. Phía trên, hai ngôi sao lập lòe lóa mắt. Huy hiệu thi họa sư nhị tinh, đại biểu cho thân phận thi họa sư nhị tinh. Ừ, sắc mặt Trương Huyền vui vẻ,
Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới sát hạch thi họa sư đơn giản như vậy. Chỉ cần làm ra tác phẩm, có thể trực tiếp nhận được đẳng cấp. Không giống như những chức nghiệp khác, các loại sát hạch, phiền phức vô cùng. Trương Tông Sư làm ra tác phẩm ngũ cảnh, tuy rằng không lấy được huy hiệu đẳng cấp, lại có thực lực thi họa sư tam tinh, có thể sử dụng quyền lực. Trình Phong phó hội trưởng nói chen vào. Có thể sử dụng quyền lực, rất tốt, vị quý mặc thi họa sư này nhiều lần khiêu khích đối với ta. Hiện tại ta tuyên bố, lại đuổi hắn ra khỏi nghiệp đoàn, vĩnh viễn không cho phép trở lại. Trương Huyền quay đầu lại nhìn qua. Nghe hắn nói như thế, sắc mặt quý mặc công tử trắng bệch, ngã xuống đất. Đối phương là thi họa sư tam tinh, đã có thể sử dụng phong cấm lệnh. Chỉ cần ghi lại trong hồ sơ, toàn bộ nghiệp đoàn thi họa sư, bất kể là người của phân bộ nào, đều sẽ nhận được mệnh lệnh, không cho phép hắn tiến vào. Chỉ cần phá hủy, chẳng khác nào khiêu khích nghiệp đoàn, có thể trực tiếp giết chết. Vốn tưởng rằng, một người quê mùa không biết từ nơi nào xuất hiện, mình có thể nhân cơ hội đánh vào mặt dương danh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại đụng phải trên tảng đá. Dầu rách máu chảy. Quý thi họa sư, người bây giờ có thể rời khỏi đây. Nghe được Trương Huyền mở miệng phát ra mệnh lệnh, Ngô phó hội trưởng lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng hai bên trải qua so tài, thua thì thua, không nói gì có thể nói. Còn nữa, cùng vị Trương Huyền này so với, cái gọi là thiên phú của quý mặc công tử, lại có vẻ vô cùng buồn cười. Hai người lựa chọn như thế nào, có ngốc cũng có thể hiểu rõ. Được. Vẻ mặt không cam lòng, quý mặc công tử cũng biết một chút về phong cấm lệnh, sẽ không có đường sống quay về. Trừ khi hắn có trình độ vượt quá đối phương, bằng không, vĩnh viễn cũng không có cách nào giải được. Hắn đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Tiếp tục ở tại chỗ này, chỉ càng thêm mất mặt xấu hổ. Đáng giận, đáng giận. Chương 442, đám người Triệu Nhã đi tới 2. Vừa rời khỏi cửa lớn của nghiệp đoàn, ngửa mặt lên trời hét dài, trong ánh mắt quý mặc công tử mang theo sát khí nồng đậm. Khiến cho ta bị sỉ nhục và áp bức lớn như vậy, ta và ngươi không đội trời chung. Người đâu? Thiếu gia. Bù. Một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Điều tra cho ta, điều tra rõ ràng xem người này rốt cuộc là ai. Lúc cần thiết, có thể. Giết chết. Bàn tay lớn vung lên. Đường Đường là một trong ba gia tộc lớn ở Vương Thành, thiếu gia quý gia bị một nhân vật nhỏ không biết tên sỉ nhục ác như vậy, lửa giận trong lòng từ lâu đã không thể kìm chế được. Vâng. Bóng người gật đầu, thân thể thoáng lắc một cái, đã biến mất ở trong bóng tối. Tàng thư khố của các ngươi ở chỗ nào? Có thân phận thi họa sư chính thức, Trương Huyền cũng không nóng vội rời khỏi đó, mà hỏi. Trước đó hắn chỉ ở trong nhà Lục Trầm đại sư, xem qua loại sách thi họa. Những cái đó chỉ là căn bản, dùng để tiến hành vẽ bức tranh cấp thấp còn có thể. Lại muốn tiến bộ, thì không được. Nếu đã trở thành thi họa sư chính thức, nơi đây lại là nghiệp đoàn, hắn không ngại đi xem có thể học tập thêm một ít hay không. Trương Tông Sư, mời đi bên này. Ngô phó hội trưởng đi trước dẫn đường. Chỉ chốc lát, mấy người tới một gian phòng cực lớn. Nơi này chính là kho sách của nghiệp đoàn chúng ta. Ngô phó hội trưởng chỉ về phía trong. Trương Huyền gật đầu. Ta tiến vào trong đi dạo một hồi, đừng cho người tới quấy rầy. Nói xong hắn chắp tay sau lưng đi vào. Tàng thư khố của nghiệp đoàn thi họa sư, quả nhiên phải lớn hơn rất nhiều so với tàng thư khố của nhà Lục Trầm đại sư. Đủ các loại sách, tác phẩm, toàn sách là sách, không biết bao nhiêu. Thấy đám người Ngô phó hội trưởng cũng không tiến vào theo, Trương Huyền hít sâu một hơi, ngón tay từ bắt đầu giá sách hàng thứ nhất, không ngừng lướt qua. Từng quyển sách một lại được tiến vào trong đầu. Trương Huyền ở nghiệp đoàn thi họa sư, không ngừng thu nhận sách, bên ngoài Thiên Vũ Vương Thành, một con man thú bay cực lớn, đáp xuống. Vài bóng người từ trên lưng nhảy xuống. Đây là Thiên Vũ Vương Thành. Một người thiếu niên nhìn về phía tường thành nguy nga cao vút, trong mắt đầy hưng phấn. Đúng vậy. Trong đám người, một lão nhân vuốt râu, mỉm cười. Trước đó ngồi xe ngựa đi tới Bắc Vũ Vương Quốc. Sau đó lại mượn man thú bay của vương thất bọn họ, một đường không nghỉ ngơi, rằng có đủ một tháng mới đến đây. Phạm vi của Thiên Vũ Vương quốc thật là lớn. Lại một nữ hài mỉm cười, lộ ra gương mặt mỹ lệ, mắt chớp chớp. Các ngươi nói xem, lão sư hắn đến chưa? Ta nghe Trầm lão sư nói, Trương lão sư từ sau khi thú đường rời khỏi, muốn đi Hồng Liên Sơn Mạch, chắc hẳn có chuyện gì muốn làm.
hẳn là tạm thời còn chưa đến được, chỉ có điều đừng lo, hắn nhất định sẽ qua sát hạch danh sư. Chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Lại một nữ hài mở miệng. Trước đó, một nữ hài thoạt nhìn có chút ngại ngùng. Vị này tư thế oai hùng hiên ngang, khiến người ta một loại cảm giác anh khí bừng bừng phấn chấn. Nhất là diện mạo, đẹp không thể tưởng tượng nổi, giống như nhân vật ở trong bức tranh. Chúng ta đừng ở chỗ này đợi nữa, tiến vào thành trước đi. Cắt ngang lời mấy người bàn luận, lão nhân vừa nói chuyện, nói. Nói trước một chút, Thiên Vũ Vương quốc là vương quốc nhất đẳng, không có khả năng giống loại địa phương nhỏ như Thiên Huyền Vương quốc. Làm chuyện gì cũng phải chú ý, có chút lơ là có thể sẽ đắc tội với một ít nhân vật lợi hại. Tuy rằng thông qua nghiệp đoàn danh sư, chuyện bình thường đều có thể giải quyết, nhưng phiền phức vô cùng. Mọi người cẩn thận vẫn tốt hơn. Vâng, mấy người lên tiếng. Thấy mọi người đáp ứng, lão nhân lúc này mới gật đầu, nói tiếp. Hiện tại trời đã tối rồi, tiến vào vương thành, chúng ta tìm chỗ ở trước, nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó sáng mai, ta lại thông qua danh sư đường, hỏi thăm một chút xem Trương sư huynh có tới hay không. Trước khi Trương sư huynh quay về, tu vi của các ngươi đều phải đột phá đỉnh lực cảnh. Bằng không, ta cũng không tiện gặp hắn. Lưu sư yên tâm. Nghe được phân phó, mấy người đồng thời gật đầu. Nếu như Trương Huyền ở nơi này, khẳng định có thể nhận ra, những người này chính là học sinh của hắn năm đó, cùng đám người Lưu sư, Lục Tầm, Hoàng Ngữ. Sau khi Trương Huyền rời khỏi Hồng Thiên Học Viện tiến vào núi rừng, bọn họ cũng đi về phía Bắc Vũ Vương Quốc, cưỡi xe ngựa, đi hơn 10 ngày mới đến nơi. Sau đó Lưu sư dựa vào mặt mũi, từ vương thất Bắc Vũ mượn con man thú bay, lúc này tốc độ mới nhanh hơn. Chỉ có điều, con man thú này không có cách nào so sánh được với khiếu thiên thú của Trương Huyền, chỉ có thực lực khoảng thông huyền cảnh, bay hơn 10 ngày mới đi tới nơi này. Nói cách khác, trên đường quay vòng các loại, bọn họ đi hết khoảng một tháng, mới đến được Thiên Vũ Vương Thành trước mắt. Thời gian lâu như vậy, tu vi của đám người Triệu Nhã cũng có bước tiến nhảy vọt. Trương Huyền lưu lại bí tịch đều trải qua thiên đạo đồ thư quán thay đổi, vốn đã cường hãn. Lại có Lưu sư ở một bên không ngừng chỉ điểm, bọn họ muốn tiến bước không nhanh cũng khó. Thể chất của Triệu Nhã mở ra, vốn đã tới đỉnh lực cảnh đỉnh phong, lúc này huyệt đạo bên ngoài thân lóe lên, dĩ nhiên mở ra hai nơi huyệt đạo, trở thành cường giả ích huyệt cảnh chân chính. Về phần đám người Trịnh Dương cũng tiến bước rất lớn, đều đạt tới võ giả bì cốt cảnh tứ trọng đỉnh phong, cách đỉnh lực cảnh chỉ có kém một bước. Tu vi yếu nhất, tất nhiên vẫn là Viên Đào. Chỉ có điều, hắn cũng đạt tới bì cốt cảnh trung kỳ, toàn thân phòng ngự càng cường đại hơn. Cho dù Triệu Nhã công kích đánh vào người, cũng không đau không ngứa. Có thể nói, phòng ngự của hắn, cho dù là ích huyệt cảnh đỉnh phong tới, cũng đừng hòng mơ tưởng phá vỡ, tuyệt đối là tấm lá chắn thịt hình người. Mấy người tiến bước, Lục Tầm là học đồ, cùng Lưu sư ở sau lưng, cũng tiến bước không nhỏ. Một tháng tu luyện, hắn cũng đã đột phá gông cùng xiềng xích, đạt được thông huyền cảnh sơ kỳ. Về phần Hoàng Ngữ, cũng từ đỉnh lực cảnh đỉnh phong thuận lợi tiến vào ích huyệt cảnh. Đương nhiên, tiến bước lớn nhất vẫn là Lưu sư Lưu Lăng. Ban đầu ở Thiên Huyền Vương quốc, Dương sư chỉ điểm cho, lúc này hắn đã đột phá gông cùng xiềng xích gây phức tạp nhiều năm, trở thành cường giả tông sư cảnh. Lực lượng trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt, khí thế 10 phần. Được rồi, vào đi thôi. Do Lưu sư dẫn dắt, không cần giao nộp lệ phí vào thành, mấy người thuận lợi tiến vào vương thành. Vừa tiến vào, đám người Triệu Nhã lập tức bị sự phồn hoa của Thiên Vũ Vương Thành thu hút. Con mắt của mỗi một người đều tê trợn tròn, đầy hưng phấn. Lại ở trong này đi. Đi dọc theo đường phố một hồi, từ phía xa nhìn thấy được một lữ quán, Lưu sư dẫn theo mọi người đi vào, an bài để ở lại. Lưu sư, mới vừa rồi trên đường đến đây. Ta thấy nghiệp đoàn thi họa sư đang ở gần. Ta muốn, đi sát hạch học đồ thử xem. Vừa an bài xong cho mọi người, Lục Tầm đã đi tới, vẻ mặt chờ mong. Sau này sát hạch danh sư, chức nghiệp trợ giúp cũng phải học tập. Đi đi. Lưu sư khoát tay. Vâng. Lục Tầm gật đầu đi ra ngoài. Chương 443, hắn gọi là Trương Huyền 1. Phù. Thở ra một hơi, Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Tàng thư khố của nghiệp đoàn thi họa sư tuy rằng nhiều sách, nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ là chuyện chạy thêm một hồi. Không đến nửa canh giờ, hắn đã thu tất cả vào trong đầu. Trước đó tuy rằng có thể làm ra thi họa ngũ cảnh, nhưng hiểu biết đối với thi họa, còn có hơi ít. Có những quyển sách này bổ sung, tri thức mở rộng gấp mấy lần,
không làm thất vọng thi thân phận họa sư tam tinh này. Nhìn rất nhiều sách thật chỉnh tề bên trong thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền duỗi người. Trước đó, hắn mượn rất nhiều kỹ xảo từ chỗ Lục Trầm đại sư siêu tầm, tuy rằng có thể vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh, nhưng trên thực tế, đối cái gọi là căn bản, lịch sử, phong cách, lưu phái. Hắn biết cũng không nhiều. Thật giống như Đoàn Dự, có thể thi triển ra lục mạch thần kiếm cao cấp nhất, đánh cho Cô Tô Mộ Dung phục tè ra quần, võ công Thô Thiển lại một chút cũng không biết, cùng Lưu Manh chiến đấu, chuẩn bị không tốt vẫn không phải là đối thủ. Trương Huyền cũng như vậy, để cho hắn vẽ tác phẩm ngũ cảnh, dễ dàng đạt được như ý. Nhưng để cho hắn bức tranh lục thực cảnh, thật đúng là làm không được. Chỉ có điều, có nhiều sách như vậy, vấn đề này lại không tính là gì. Chỉ cần xem xong tất cả, bàn về lượng tri thức dự trữ, cho dù thi họa sư tam tinh lợi hại hơn nữa, cũng còn xa mới bằng được. Thậm chí những thi họa sư tứ tinh này có thể có loại kiến thức này của hắn hay không, vẫn còn khó nói được. Chỉ là, tàng thư khố của Thiên Huyền Vương Quốc, Thú Đường, Độc Điện, Nghiệp Đoàn thi họa sư, đã thu thập mấy ngàn vạn quyển sách, nếu như chỉ dựa vào đọc sách, tới năm nào tháng nào mới có khả năng xem xong. Thu thập hết sách, những vấn đề mới lại xuất hiện, khiến cho hắn có chút đau đầu. Từ Thiên Huyền Vương Quốc đi tới, số sách hắn lưu vào Thiên Đạo Đồ Thư Quán, đã vượt qua ngàn vạn quyển. Tuy rằng mấy ngày qua, chỉ cần nhàn hạ, hắn lại ở trong thức hải đọc sách, tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng một ngày có thể xem 1-2 nghìn quyển, cũng chính là cực hạn. Đối mặt với ngàn vạn quyển, trên cơ bản giống như muối bỏ biển. Hơn nữa, theo chức nghiệp hắn học được càng nhiều, địa vị càng cao, sách sẽ càng nhiều. Muốn chuyển hóa tất cả mấy thứ này thành kiến thức của mình, không tốn thời gian mấy năm, căn bản không có khả năng hoàn thành. Nếu như còn có trang sách màu vàng thì tốt rồi. Trong lòng hắn thoáng động. Trang sách màu vàng, thứ hình thành trong sách thiên đạo. Có thể cho tri thức bên trong sách đồ thư quán, trong nháy mắt chuyển hóa thành của mình. Nếu có thứ này, có thể dễ dàng nhớ kỹ nhiều nội dung như vậy, không cần khổ cực lật xem từng quyển một. Vốn tưởng rằng được người cảm kích sẽ hình thành, hiện tại xem ra, chắc hẳn không phải. Thời điểm Ngụy Trang Dương Sư, đã từng không ít lần nhận được cảm kích, lại chưa từng hình thành. Nói rõ không chỉ là yếu tố này. Nhớ tới trang sách màu vàng của sách thiên đạo, hắn bắt đầu nhớ lại thời điểm thứ này xuất hiện. Quyển đầu tiên xuất hiện khi nào, hắn không biết, nhưng thời điểm quyển thứ hai xuất hiện, là khi đám người Triệu Nhã đang trên đài so tài, muốn khiêu chiến Lục Tầm, rửa nỗi nhục cho hắn. Khi đó mấy người cảm kích đối với hắn, mang theo tình cảm lão sư và học sinh nồng đậm mạnh mẽ. Chẳng lẽ, chỉ có cảm kích giữa lão sư và học sinh, mới có thể khiến cho thứ này xuất hiện. Ngụy Trang Dương Sư, những cảm kích này phần nhiều hơn chính là kính nể, e sợ, cũng không có thêm thứ tình cảm này. Có thể thử một chút. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Đối với chuyện không có cách nào xác nhận, người khác không có cách nào, hắn vẫn phải có. Hắn tiện tay lấy ra một quyển sách trắng, viết suy đoán trong lòng của mình lên, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Ong! Một hồi lắc lư, bên trong đồ thư quán xuất hiện một quyển sách tương đồng. Hắn tiện tay mở ra. Cảm kích chân thành tha thiết của lão sư và học sinh, có thể hình thành trang sách màu vàng. Không sai, quả nhiên là như thế. Nhìn thấy được kết quả tốt nhất trong sách, vẻ mặt Trương Huyền kích động. Sớm biết rằng trang sách màu vàng này là hình thành như vậy, đoạn đường này xem sách cái lông, mệt chết đi sống lại, cũng không nhớ kỹ được bao nhiêu. Xem ra phải thu nhận vài học sinh, nghĩ biện pháp. Khiến cho bọn họ cảm kích một chút. Hắn khẽ cười. Chỉ cần trang sách màu vàng hình thành, những quyển sách đồ thư quán thu thập này, có thể dễ dàng chuyển hóa thành kiến thức của mình. Hiện tại hắn thiếu hụt chính là tích lũy tri thức. Chỉ cần có đầy đủ tri thức, cho dù sau này không cần mượn thiên đạo đồ thư quán, cũng có thể dễ dàng nhìn ra chỗ thiếu hụt và vấn đề cả người khác. Đám người Triệu Nhã bọn họ cũng không biết đã tới chưa. Chỉ có thể chờ ngày mai đi danh sư đường hỏi một chút. Hiện tại vừa vặn không có việc gì, đi dạo xung quanh, có lẽ là có thể tìm được một người chỉ điểm một chút, thuận tiện thu nhận học sinh các loại. Nghĩ vậy, Trương Huyền không ở trong tàng thư khố dầu dĩ nữa, nhấc chân đi ra ngoài. Rời khỏi tàng thư khố, hắn lại nhìn thấy hai vị phó hội trưởng. Sau khi hàn huyên vài câu, hắn liền không chờ đợi thêm, đi ra khỏi nghiệp đoàn thi họa sư. Thời gian quý giá, nghĩ biện pháp hình thành trang sách màu vàng quan trọng nhất. Hắn mới vừa đi ra khỏi nghiệp đoàn, một người thanh niên lại từ một góc khác, đi đến.
chính là Lục Tầm vừa đến Thiên Vũ Vương Thành. Vừa rồi bọn họ ở Thiên Vũ Lữ Quán cách nơi này chỉ có mấy khoảng trăm thước. Thấy Lưu Sư an bài xong cho mọi người, hắn lại đi tới. Muốn thi danh sư, phải có một chức nghiệp trợ giúp. Ta từ nhỏ lại cùng phụ thân học tập vẽ tranh, sớm có thể làm ra tác phẩm lục thực. Vừa lúc thi họa học đồ trước, sau đó lại nghĩ biện pháp sát hạch thi họa sư chính thức. Nhìn thấy được chữ lớn rồng bay phượng múa ở trước cửa của nghiệp đoàn thi họa sư, tâm thần Lục Tầm kích động. Hiện tại với năng lực của hắn, sát hạch thi họa sư chính thức vẫn có chút miễn cưỡng. Chỉ có điều, sát hạch học đồ, hẳn không có vấn đề gì lớn. Đi vào nghiệp đoàn, vừa tiến đến, hắn liền thấy trên vách tường treo một vài tác phẩm, sơn thủy, chim tước, gió xuân, mặt trời rực rỡ. Tất nhiên tất cả đều đạt tới lục thực cảnh, vừa nhìn đã biết, người vẽ ra những tác phẩm này, hiểu biết đối với thi họa, tất cả đều không thể yếu hơn so với hắn. Không hổ danh là nghiệp đoàn thi họa sư, lợi hại. Không nhịn được xúc động, hai mắt Lục Tầm tỏa ra ánh sáng. Nghiệp đoàn này, thời gian thành lập không lâu, Lục Trầm đại sư cũng chưa từng tới. Hắn tất nhiên cũng không biết bên trong có những gì. Lông nghĩ tới mới vừa bước vào cửa, nhìn thấy được nhiều tác phẩm lợi hại như vậy, hắn không nhịn được cảm giác mới mẻ. Trong lòng hắn âm thầm bội phục. Vị công tử này, không biết cần bức tranh gì. Tiểu nhân có thể dẫn công tử đi xem một chút. Chương 444, hắn gọi là Trương Huyền 2. Hắn đang đi về phía trước, gã sai vặt mặc y phục màu xanh vừa nghênh đón Trương Huyền kia đã đi tới, vẻ mặt cung kính. Ta không phải tới mua đồ, mà là muốn thi sát hạch họa sư học đồ, không biết ở chỗ nào. Lục Tầm cười nói. Sát hạch học đồ. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh sửng sốt. Bình thường sát hạch thi họa sư học đồ, mấy tháng không xuất hiện một nà. Ngày hôm nay đến cùng thế nào, thành đàn kéo tới. Một quý mặc công tử vừa thi xong, lại tới một Trương Tông Sư. Trương Tông Sư vừa rời đi, giờ lại xuất hiện một người muốn thi học đồ. Quá náo nhiệt, mời đi bên này. Trong lòng nghi ngờ, hắn cũng không dám chậm trễ. Hắn chỉ là nhân viên phục vụ của nghiệp đoàn, học đồ lại là tồn tại có cơ hội trở thành thi họa sư chính thức. Địa vị của hai người có chênh lệch rất lớn. Ừ, Lục Tầm đi theo. Thật là lợi hại, đó thật sự là tác phẩm ngũ cảnh. Đúng vậy, lần sát hạch đầu tiên lại vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh, hơn nữa ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Thật sự là thiên tài. Ngay cả quý mặc công tử cũng thất bại, thậm chí bị đuổi ra khỏi nghiệp đoàn. Thiên phú như thế, thật khiến cho người ta bội phục. Cảnh tượng vẽ tranh vừa rồi, bây giờ còn đang xoay quanh trong đầu ta. Thực sự quá đặc sắc. Không nghĩ tới man thú cũng có thể vẽ tranh, đây là điều trước ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Đi ở trong đại điện rộng rãi, tiếng mỗi một người khe khẽ bàn luận, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trận so đấu trong nửa canh giờ trước, tuy rằng trong đám người có không ít người hâm mộ quý mặc công tử, cũng không có thiếu người thật sự nhiệt tình yêu thương thi họa quý tộc hiển hách. Trương Tông Sư kia lần đầu tiên ở nghiệp đoàn bộc lộ tài năng, lại gần như khiến cho mọi người trong toàn bộ nghiệp đoàn khiếp sợ tới mức ngây người. Bọn họ nói, lần sát hạch đầu tiên, lại vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh, là có ý gì? Nghe được mọi người xung quanh bàn luận càng lúc càng nhiều, Lục Tầm không thể tiếp tục kìm chế được sự hiếu kỳ, nhìn về phía gã sai vặt mặc y phục màu xanh bên cạnh. À, bọn họ nói là cuộc so đấu vừa rồi. Nghe được câu hỏi, gã hai mắt sai vặt cũng tỏa ra ánh sáng. Trận so đấu vừa rồi hắn lại ở một bên nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí vị tông sư kia cũng là do hắn tự mình tiếp đón, có tự hào cực lớn. So đấu? Đúng vậy, lại ngay vừa rồi. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh rất nhanh nói ra rõ ràng tỉ mỉ về chuyện vừa phát sinh. Ngươi nói, vị tông sư kia để cho man thú dính mực, ở trên tuyên chỉ đi một vòng, sau đó cầm lên tùy tiện rũ một cái, bức tranh kia lại biến thành tác phẩm tam cảnh. Lục Tầm trợn tròn hai mắt. Quanh năm cùng phụ thân học tập thi họa, hắn biết độ khó của tác phẩm tam cảnh là thế nào. Cho dù là phụ thân, cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều vẽ ra được. Người này lại để cho man thú đi loạn, tùy tiện rũ một cái liền làm ra được. Đây không phải là đang khoác lác chứ. Chỉ có điều, giật mình vẫn ở phía sau. Cây đuốc hơ nóng một cái, biến thành tứ cảnh. Phun nước miếng, biến thành ngũ cảnh. Càng nghe tới phía sau, Lục Tầm càng cảm thấy đầu óc không linh hoạt, toàn thân cũng có chút phát điên. Nghe thế nào cũng giống như là đang kể chuyện xưa vậy. Nếu như là sự thật. Năng lực khống chế của vị tông sư này đối với thi họa,
cũng thật đáng sợ. Đương nhiên là sự thật, ta tự mình tiếp đón vị tông sư kia, toàn bộ quá trình so tài, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có sai. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh nhìn ra hắn không tin, nói ra lời thề son sắt. Thật lợi hại, nếu như lời hắn nói là sự thật, ta có thể trở thành học sinh của vị tông sư này, trên thi họa nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, trở thành thi họa sư chân chính cũng sẽ đơn giản. Nghe đối phương nói xác định như vậy, trong lòng Lục Tầm thoáng động, một ý nghĩ chợt dâng ra, khó có thể ngăn chặn được. Sát hạch danh sư, chỉ trở thành học đồ không đủ. Còn phải nắm giữ chức nghiệp trợ giúp chính thức. Hắn tuy rằng từ nhỏ học vẽ tranh, nhưng cũng biết, từ lục thực cảnh đến linh động cảnh, có chênh lệch rất lớn. Nếu như chỉ là tự mình học tập, không mất thời gian mấy năm, thậm chí hơn 10 năm căn bản không có khả năng làm được. Chỉ có điều, nếu có một lão sư lợi hại chỉ điểm, lại đơn giản. Tông sư khác hắn không biết, gã sai vặt mới vừa nói những điều này, quả thực khiến người ta xem thế là đủ. Có thể khiến cho bức tranh tùy ý thăng cấp, đồng thời đạt được ngũ cảnh, phải hiểu biết sâu sắc đối với thi họa mới có thể làm được điểm ấy đi. Bái người đó làm sư, tuyệt đối có thể giải quyết nghi ngờ, làm không tốt đi tới thi họa sư đường, sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tông sư này, tên gọi là gì, không biết bây giờ người ở chỗ nào, có thu nhận học sinh hay không? Nghĩ vậy, cố nén kích động trong lòng, sắc mặt Lục Tầm đỏ bừng, không nhịn được hỏi. Vị tông sư này, hắn hình như gọi là Trương Huyền. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh suy nghĩ một chút, không nhịn được nói. Trương Huyền. Thân thể Lục Tầm run lên, mắt thoáng chút trợn tròn. Chương 445, bị người đánh trộm một. Chẳng lẽ là Trương, thúc thúc kia? Toàn thân Lục Tầm lắc lư vài cái, có phần kích động muốn nôn ra máu. Từ Thiên Huyền Vương quốc hắn bắt đầu muốn khiêu chiến đối phương, vẫn bị đả kích. Vốn tưởng rằng phí hết tâm huyết đi tới Thiên Vũ Vương quốc, có thể yên tĩnh một hồi, có chút danh tiếng cho đã nghiền. Thật không nghĩ tới mới đến đây, lại bị đả kích. Ngươi là khắc tinh trong số mạng của ta sao? Vì sao đi tới chỗ nào, đều âm hồn không tiêu tan? Mấu chốt nhất chính là, vẫn còn lợi hại như vậy. Cố nén phiền muộn tràn ngập trong lòng, hắn hỏi. Vị Trương tông sư này, bộ dạng thế nào? Một người cao tương đương với ta, thân thể hơi gầy, da rất tốt, so với nữ hài tử còn muốn trơn nhẵn hơn. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh suy nghĩ một chút, nói ra diện mạo. Nói đến phân nửa, Lục Tầm đã biết, nhất định là người kia, không chạy đi đâu được. Thôi đi, dù sao bị đả kích cũng đã quen. Xác nhận là đối phương, tuy rằng phiền muộn, Lục Tầm cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tên biến thái này không chỉ bản thân lợi hại, tùy tiện dạy mấy học sinh cũng rất lợi hại. Trên đường đến đây, Lục Tầm cũng coi như đã suy nghĩ cẩn thận, không thể so sánh với hắn. Ai so sánh, người đó tức chết. Vốn nghe được sự tích truyền kỳ của vị tông sư này, còn tưởng rằng Thiên Vũ Vương quốc cũng có loại biến thái này. Nếu như là cùng một người, hắn cũng yên lòng, chí ít còn có hắn lối ra. Bằng không, đều lợi hại như vậy, hắn cũng sẽ không cần sống nữa. Trước tiên sát hạch học đồ, chờ sát hạch kết thúc, trở lại nói với lão sư và đám người Trịnh Dương. Chắc hẳn bọn họ sẽ cao hứng tới điên mất. Điều chỉnh tốt tâm tính, Lục Tầm không lại giàu dĩ nữa, bắt đầu tiến hành sát hạch thi họa học đồ. Trương Huyền không biết mình vừa rời đi, Lục Tầm liền đi ngay tới nghiệp đoàn thi họa sư. Lúc này, hắn đang ở trên đường phố tự do đi loạn không mục đích. Muốn hình thành trang sách màu vàng, nhất định phải tìm được học sinh. Khiến cho bọn họ đạt được cảm kích thật sự. Đi nơi nào tìm học sinh? Cũng không thể lớn lối đi bộ tùy tiện bắt một người để hắn bái sư. Nếu thật sự làm như vậy, chắc hẳn sẽ bị người ta đánh chết tại chỗ. Thiên Vũ học viện. Mắt hắn đột nhiên sáng lên. Tùy tiện bắt một người để bái sư, đối phương nhất định sẽ đánh chết hắn. Nhưng, ở học viện, lại khác. Học sinh đang học tập tri thức, chỉ cần là lão sư, đều sẽ tin tưởng. Hắn hoàn toàn có thể giả mạo lão sư, chỉ cần tìm được học sinh thích hợp, khiến cho người đó cảm kích, vẫn rất đơn giản. Trước khi đến Thiên Vũ Vương Thành, hắn lại nghe nói, học viện lợi hại nhất Vương quốc, lại ở bên trong Vương Thành. Không sai, lập tức qua đó. Nghĩ vậy, không do dự nữa, Trương Huyền muốn tìm người hỏi thăm xem học viện này ở đâu. Đột nhiên tâm thần hắn thoáng động, lông mày đột nhiên nâng lên. Có người theo dõi. Hiện tại hắn là cường giả nửa bước tông sư, cho dù không cần đồ thư quán, thân thể, tinh thần đều có năng lực bảo vệ bản thân rất mạnh.
Xung quanh có rất nhiều người, hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, có người thường xuyên ném tới sự ác ý mờ nhạt. Tuy rằng khí tức này bị giấu rất kỹ, đổi lại thành cường giả tông sư cảnh khác, rất khó biết được. Nhưng mức độ tâm cảnh của hắn đạt được ngoài 5.0, phân biệt vật rõ ràng, vẫn rất dễ dàng là có thể nhận ra được. Chẳng lẽ là Quý Mặc công tử kia? Hắn vừa tới Thiên Vũ Vương quốc, ai cũng không nhận ra. Cũng chỉ mới vừa rồi hung hăng dạy dỗ Quý Mặc này một chút. Không nghĩ tới tên này bụng dạ hẹp hòi như vậy, thời gian ngắn như vậy, lại phái người tới gây phiền phức cho mình. Mắt hắn tùy ý nhìn qua. Tổng cộng có 5 người, đều trong thông huyền cảnh, thực lực hậu kỳ. Còn có 2 vị đạt tới đỉnh phong. Xem ra Quý Mặc công tử này cũng không biết thực lực thật sự của mình, còn tưởng rằng phái mấy người tới đây, là có thể gây phiền toái. Thi họa sư, không giống với các chức nghiệp sát đầu khác. Thuần thú sư, luyện đan sư, muốn đạt được tiêu chuẩn nhị tinh, ít nhất phải có thực lực tông sư cảnh. Đạt được tam tinh, có ít nhất là lực lượng chí tôn cảnh. Thì họa sư không cần thực lực bản thân cao bao nhiêu. Cho dù chỉ là thông huyền cảnh, ích huyệt cảnh, chỉ muốn lĩnh ngộ đủ, có thể vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh, cũng có thể đạt được tam tinh. Tuy rằng nói như vậy, có thể vẽ ra ngũ cảnh, đều có cuộc sống từng trải phong phú, cơ bản đều già 70-80 tuổi, hơn nữa địa vị tôn kính. Một bức vẽ vô giá, tài nguyên không thiếu. Cho dù không đạt được chí tôn, cũng ít nhất là tông sư đỉnh phong. Trung Quy lại nói tiếp, so với những chức nghiệp khác cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có điều, xuất hiện một quái thai giống như Trương Huyền, chưa đủ 20 tuổi là có thể làm ra tác phẩm ngũ cảnh, trực tiếp phá tan luật lệ. Ở nghiệp đoàn, hắn vẫn chưa từng biểu diễn thực lực, chân khí thiên đạo lại am hiểu che giấu. Không người nào có thể nhìn ra tu vi của hắn rốt cuộc cao bao nhiêu. Chỉ có điều, căn cứ vào tuổi tác, thông huyền cảnh là một cửa ải lớn. Bởi vậy, theo Quý Mặc công tử thấy, tìm mấy cường giả thực lực như vậy, đủ có thể giáo huấn hắn. Nơi này nhiều người, tìm một chỗ yên tĩnh, chơi với bọn họ. Hắn khẽ cười. Chuyển kiếp tới đây, tu luyện lâu như vậy, hắn vẫn không mấy động thủ, toàn thân đều có chút ngứa ngáy. Nếu như đám người kia dám đến tìm hắn gây phiền phức, vừa lúc hắn có thể luyện tay một chút. Hắn giả vờ không phát hiện ra đối phương, nhìn xung quanh một chút, muốn tìm một hẻm nhỏ yên tĩnh. Nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, Thiên Vũ Vương quốc quá mức phồn hoa. Hiện tại trời vừa mới tối không bao lâu, mỗi một con đường đều náo nhiệt vô cùng, căn bản không tìm được nơi nào thích hợp. Ra khỏi thành, dù sao lại ở bên cạnh thành, cách bên ngoài thành cũng không xa, hắn đi nhanh ra ngoài. Người này thế nào lại ra ngoài? Mấy người theo dõi hắn, thấy hắn đi nhanh rời khỏi đó. Đi ra khỏi cửa thành, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt giống như nằm mộng. Bên trong thành nhiều người, một khi gây ra mâu thuẫn, rất dễ dàng làm lớn chuyện. Bọn họ đang buồn rầu làm thế nào đưa người này tới nơi không ai. Không nghĩ tới hắn lại chủ động đi ra. Điều này cũng quá phối hợp đi. Mặc kệ nó, một thằng nhãi còn chưa đủ 20 tuổi mà thôi. Chúng ta còn phải sợ hắn sao? Vậy thì ngược lại, cho dù người này tu luyện từ trong bụng mẹ, tối đa cũng chỉ là thông huyền cảnh, không thể chống đỡ nổi chúng ta. Mấy người có chút do dự, sau đó đồng thời gật đầu. Hoàn cảnh tu luyện của Thiên Vũ Vương quốc, tài nguyên tuy rằng tốt hơn nhiều so với Thiên Huyền Vương quốc, thông huyền cảnh cũng được cho là cao thủ. Một chút phái ra 5 người, đối phó với một nhân vật nhỏ chưa đủ 20 tuổi, khó trách bọn họ tự tin. Ta nhắc lại một câu trước, vừa rồi thiếu gia thông báo, người này là thi họa sư tam tinh không thể giết. Một khi chết, tổng bộ nhất định sẽ truy tìm điều tra, phiền phức không ít. Chỉ có thể sỉ nhục một trận, quá trình cụ thể, vậy không cần ta nói đi. Trong đám người, một cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong có vẻ là người dẫn đầu, khẽ căn dặn. Yên tâm đi, chúng ta có chừng mực. Mọi người đồng thời gật đầu. Tuy rằng nghiệp đoàn thi họa sư không phải loại hình chiến đấu, chỉ khi nào giết chết một vị chức nghiệp tam tinh, tổng bộ nhất định sẽ phái người qua tìm hiểu. Cho dù quý gia không kém, cũng chống đỡ không nổi. Cho nên, Quý Mặc công tử đã sớm căn dặn, không cần giết chết, mà là sỉ nhục, hung hăng sỉ nhục. Mấy người đi theo sau lưng, rất nhanh rời khỏi vương thành. Đi một hồi, bọn họ đi tới một rừng cây không người. Cẩn thận, người này chắc hẳn đã phát hiện ra chúng ta, cố ý dẫn dụ chúng ta đến nơi đây. Người dẫn đầu hạ giọng. Sợ cái gì, không có ai mới tốt. Vừa lúc dạy dỗ hắn một trận. Mấy người còn lại xem thường. Theo bọn họ, đã thấy người tìm đường chết,
chưa thấy qua người nào chủ động tìm đường chết. Biết rõ bị theo dõi, lại còn dám đến nơi không có người. Đây không phải là chán sống rồi sao? Mấy người đồng thời rút binh khí ra, đi vào rừng cây. Bọn họ đang nghĩ người này có phải đang ẩn nấp ở nơi nào đó, lặng lẽ chờ bọn họ, lại thấy đối phương yên lặng dựa vào một cái cây khô, vẻ mặt tươi cười châm chọc nhìn qua. Là Quý Mặc phái các ngươi tới. Chương 446, bị người đánh trộm hai. Nếu không có ai, Trương Huyền cũng lười ẩn nấp, chỉ là mấy tiểu lâu la mà thôi, không tính là cái gì cả. Động thủ. Không nghĩ tới tiểu tử này không nấp đi, còn không có sợ hãi như vậy, người dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, ngoắc tay. Ta đến đây. Người thực lực yếu nhất thông huyền cảnh trung kỳ cười một tiếng, bàn chân bước một bước, lao thẳng về phía trước. Xôn xao. Người trên không trung phát ra sóng chân khí lại ép hoa cỏ xung quanh phải cúi đầu, phát ra từng tiếng khí. Chiêu này của Trương Khánh không tệ, khí tức viên mãn, lực lượng 10 phần. Xem ra hắn cách thông huyền cảnh hậu kỳ, đã không xa. Người dẫn đầu âm thầm gật đầu, đồng thời la lên. Khống chế lực lượng một chút, đừng giết chết. Yên tâm đi, ta ra tay có chừng mực. Trả lời một câu, Trương Khánh đang nghĩ ngợi cần bao nhiêu phần khí lực đánh đối phương bị thương, liền thấy trước mắt chợt hoa lên. Bốp! Một tiếng động vang lên, một cái tát đánh vào trên mặt, một hồi đau đớn kịch liệt. Hắn còn không có kịp phản ứng, toàn thân lại biến thành bánh quai trèo, thân thể nhất thời bay ngang ra ngoài, bay qua mấy chục thước, từng ngụm máu phun ra, hàm răng cũng rơi đầy đất. A, cái gì? Vốn tưởng rằng Trương Khánh ra tay, khẳng định dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ tới một cái tát đã bị đánh bay, người cầm đầu và ba người kia đều giật nảy mình. Thật ngại quá, vẫn luôn tu luyện một mình, chưa từng cùng người đánh nhau, ra sức hơi lớn. Trương Huyền vò đầu. Hắn vẫn luôn tu luyện một mình, chưa từng cùng người động thủ, không biết một trưởng đánh xuống, lực lượng đến cùng lớn tới mức nào. Hắn vốn tưởng rằng nhẹ nhàng tát tới, tối đa là đau một chút. Kết quả, đối phương bị đánh cũng sắp phải chết, nhất thời hắn lộ ra vẻ mặt ngại ngùng. Người này không đơn giản, mọi người dùng toàn lực. Nhìn thấy được động tác của hắn, biểu tình hớ hững như vậy, sắc mặt người dẫn đầu nhất thời trắng bệch. Trước đó, ngay cả hắn cũng cho rằng, thiếu gia phái bọn họ nhiều người qua như vậy, có phần chuyện bé xé ra to. Đối phó với một nhân vật nhỏ, căn bản không cần thiết. Bọn họ chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản mà thôi, không đủ gãi ngứa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn mới biết được, căn bản không phải là chuyện nhỏ. Thực lực của người này tuyệt đối cao hơn so với hắn. Chưa đầy 20 tuổi, lại có thực lực vượt quá thông huyền cảnh đỉnh phong. Chỉ sợ cũng chỉ có đệ nhất thiên tài Mạc Hoàng Nhất mới có khả năng sánh ngang với hắn. Những người khác cũng không ngốc, cho dù không nói, bọn họ cũng biết người này không đơn giản. Sắc mặt bọn họ đồng thời trở nên nghiêm trọng, trường kiếm trong tay đưa ngang lên, bao vây xung quanh Trương Huyền. Bốn người thông huyền cảnh gồm hai đỉnh phong, hai hậu kỳ, liên hợp lại, khí thế như rồng, giống như ngưng kết lại. Ra tay, biết đối phương cường đại. Người dẫn đầu cũng không do dự nữa, lập tức phân phó. Vù 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 vù. Bốn người đồng thời đâm binh khí đi ra. Bốn người bọn họ đều là hộ vệ của Quý gia, sinh sống cùng một chỗ không đến 5-6 năm, từ lâu đã hình thành sự ăn ý. Bọn họ đồng thời ra tay, dưới chân khí huy động, trường kiếm giống như cơn gió mạnh, phong tỏa ba chỗ trên giữa vừa dưới của Trương Huyền, cùng với tuyến đường né tránh chạy trốn. Phối hợp tinh diệu, lại thêm võ kỹ. Cho dù là nửa bước tông sư bình thường gặp phải, cũng sẽ đau đầu vô cùng. Chỉ có điều, Trương Huyền không phải là nửa bước tông sư bình thường, mà là thiên tài có thể chiến đấu vượt cấp. Bốn người đâm trường kiếm ra, vốn tưởng rằng có ít nhất một thanh kiếm đâm vào trên người hắn. Ai biết kiếm mới ra tay, đã cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng. Ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy công kích sắc bén của bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã tiêu tan thành mây khói. Tất cả kiếm trong tay đều rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương. A, à, toàn bộ bốn người giật nảy mình, đồng thời kinh ngạc kêu lên. Trời ạ, điều này quá dọa người. Tay không chụp lấy trường kiếm trong tay bọn họ, đã không chỉ là tu vi cao thâm. Còn cần biết được rõ ràng tất cả đối với võ kỹ, lực lượng, chỗ trường kiếm rơi xuống, cùng với động tác chiêu tiếp theo của bọn họ, mới có thể làm được. Bằng không, chỉ cần thiếu một chút. Liền có thể bị cắt mất ngón tay. Cái này cho dù là tông sư đỉnh phong, cũng rất khó làm được. Vốn tưởng rằng,
giáo huấn một kẻ chưa đủ 20 tuổi, dễ như trở bàn tay. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đây là mãnh hổ. Rút lui. Đồng tử co lại, người dẫn đầu biết nếu tiếp tục ở lại nữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn la lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Ba người kia cũng không chút do dự nào, hận cha mẹ không thể mọc thêm mấy chân. Về phần người vừa rồi bị Trương Huyền một tát đánh bay, vẫn ở trên mặt đất chỗ cũ co giật. Bọn họ cũng không thể để ý tới được. Tới còn chưa nói hết, gấp gáp như vậy làm gì? Không nghĩ tới một chiêu còn chưa đánh, mấy người này đã xoay người muốn bỏ chạy, Trương Huyền có chút bất đắc dĩ, ngoắc tay. Bù! Bốn người còn chưa có kịp phản ứng, liền thấy trước mắt tối đen. Một cái bóng khổng lồ từ trên không trung hạ xuống. Lạch cạch! Bốn người giống như là bị núi nhỏ đánh trúng, giống như đạn pháo bị đập bay ngược lại. Trước mắt mỗi một người đều tối sầm, phun ra từng ngụm máu tươi. Là, man thú cấp bậc nửa bước chí tôn. Tất cả bọn họ thật vất vả tỉnh táo lại, tầm mắt chao đảo. Khi thấy rõ phía trước, bốn người thiếu chút nữa thì lập tức phát điên mất. Không ngờ là, một con man thú cấp bậc nửa bước chí tôn. Nửa bước chí tôn, lão tổ Thiên Vũ Vương quốc mới có thực lực như vậy. Có thể nói là lực chiến đấu cao nhất của Thiên Vũ Vương quốc. Lại có thú sủng như vậy. Bọn họ đến cùng chọc vào một quái vật thế nào? Khiếu thiên thú vẫn ở rừng cây dạo chơi, nghe được mệnh lệnh của Trương Huyền, lập tức chạy tới. Mấy nhân vật nhỏ mà thôi, nếu không lưu tình, sợ rằng lần này trực tiếp biến thành thịt nát. Đánh bay bốn người, không đợi bọn họ rơi xuống đất, thân thể to lớn của khiếu thiên thú lại thoáng lắc một cái, đi tới trước mặt, cánh nhất thời vỗ mạnh. Phạch phạch, phạch phạch, phạch phạch, phạch phạch. Liên tục bốn tiếng động phát ra. Sắc mặt bốn người đỏ lên, máu tươi điên cuồng phun ra, đồng loạt quỳ trên mặt đất, xương cốt toàn thân đều giống như tan ra. Khiếu thiên thú là cường giả nửa bước chí tôn, còn là man thú cường đại, lực lượng kinh người. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vỗ cánh vài cái, xương cốt toàn thân của bốn người này lại gần như vỡ nát phân nửa, chân khí tan rã, chữa trị tốt cũng gần như bị tàn phế. Bảo ngươi ra tay nhẹ một chút, ngươi thế nào lại không biết? Ta còn có việc muốn hỏi. Ngươi đánh thành như vậy, còn hỏi thế nào? Nhìn thấy được khiếu thiên thú vừa ra tay, bốn người gần như đều tàn phế, Trương Huyền nhướng mày. Không nghe được lời này còn tốt, vừa nghe, tất cả bốn người bao gồm cả người dẫn đầu, khóe miệng đều co giật, thiếu chút nữa khóc lớn. Đại ca, ngươi còn không biết xấu hổ còn nói người ta. Trương Khánh là ngươi đánh, dường như hắn còn thảm hơn so với chúng ta, bây giờ còn đang nôn ra máu. Hơn nữa xương cốt khắp mặt đều vặn vẹo. Ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra được. Không nhanh chóng trị liệu, tu vi mất hết là chuyện nhỏ, sợ rằng ngay cả đêm nay cũng không chống đỡ qua nổi. Người ra tay lại ác như vậy, còn không biết xấu hổ nói người ta. Ô ô, ai nói với chúng ta đây là nhiệm vụ đơn giản? Thiếu gia, người qua đây, chúng ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Chương 447, bái ta làm thầy, 1. Nói, có đúng là Quý Mặc phái các ngươi qua hay không? Quát mắng khiếu thiên thú xong, Trương Huyền đi tới trước mặt người dẫn đầu. Những người này khi vừa mới bắt đầu còn có chút cứng rắn. Thấy hắn lấy ra độc dược, ép ăn vào, lúc này mới biết người trước mắt này, không chỉ là một vị thi họa sư, võ giả, còn là một vị độc sư. Bọn họ cũng không kiên trì nổi nữa, một năm một mười nói ra tất cả mọi chuyện. Quý Mặc công tử còn không cho các ngươi giết ta, mà là cởi sạch quần áo của ta, treo ở trên cây. Thuận tiện sử dụng ngọc tinh ghi lại sao? Nghe được mục đích của đối phương, Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi. Chỉ có điều, suy nghĩ một chút hắn cũng lại bừng tỉnh. Mình bây giờ là thi họa sư tam tinh, bị người khác sỉ nhục, khẳng định không có mặt mũi nói ra, tự cảm thấy phải ép chuyện này xuống. Mà nếu như giết chết, nghiệp đoàn thi họa sư nhất định phải điều tra kỹ càng. Vừa gây ra mâu thuẫn đã bị giết, điều tra ra hắn, không tính là quá khó khăn. Đổi lại thành nhất tinh, nhị tinh bị giết, tổng hội có khả năng không quá quan tâm. Hắn một thi họa sư tam tinh chưa đầy 20 tuổi thật sự bị giết chết, đến lúc đó quý gia sợ rằng cũng không chịu nổi lửa giận. Về phần sử dụng ngọc tinh ghi lại, vậy càng đơn giản hơn. Chỉ cần nắm giữ cái này, chẳng khác nào nắm giữ con át chủ bài và quyền chủ động. Sau này mình biết rõ bị sỉ nhục, vì đề phòng tin tức lộ ra ngoài, cũng tuyệt đối không dám làm ra hành động gì quá đáng đối với quý gia. Không thể không nói, vị Quý Mặc công tử này thoạt nhìn lỗ mãng, trên thực tế suy nghĩ rất chu đáo. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp thực lực của mình,
cuối cùng khiến cho năm người này rơi vào tình trạng thê thảm như thế. Biết được mục đích của đối phương, trong mắt Trương Huyền xoay chuyển, ở trên người bốn người đá mỗi người một cái. Không quan tâm các ngươi sử dụng biện pháp gì, cởi sạch y phục của Quý Mặc công tử, treo ở trên cây, sau đó dùng ngọc tinh ghi lại, đổi lấy giải dược. Bằng không, trong vòng 5 ngày, chờ ruột thủng bụng nát, độc phát liền chết. Không cần kỳ vọng tìm độc sư khác giải độc, độc lưu lại ở trên người các ngươi, là điều chế bí mật của ta độc nhất vô nhị. Cho dù độc sư tam tinh qua cũng không giải được. Lấy của người, trả lại cho người. Ngươi không phải là muốn khiến cho ta xấu mặt sao? Tốt lắm, để mấy thuộc hạ này của ngươi, sử dụng biện pháp của ngươi ở trên người ngươi, xem thử hiệu quả thế nào. Về phần cái gọi là độc dược độc môn điều chế bí mật chỉ là rót chân khí thiên đạo vào trong cơ thể đối phương. Chỉ có điều, thứ này trừ hắn ra, không người nào có thể giải, ngược lại cũng là sự thật. Chỉ cần ý niệm của hắn thoáng động, sẽ ở sâu bên trong huyệt đạo nổ tung, khiến cho bọn họ chết tại chỗ. Hắn còn chưa nói dối. Vâng, vâng. Cảm nhận được trên người bị hạ kịch độc, khóe miệng mấy người co giật. Độc sư luôn luôn khủng khiếp, giết người vô hình, đắc tội bọn họ, cũng chỉ có thể chờ chết. Sớm biết rằng thiếu gia muốn bọn họ tìm tới người khủng khiếp như vậy, bọn họ đã trực tiếp chống lại mệnh lệnh chạy trốn, cũng không đến mức xông qua tìm đường chết. Cút đi. Ăn bài xong, Trương Huyền không tiếp tục để ý tới đối phương. Vâng. Năm người giãy giụa đứng dậy, đỡ nhau, nhanh chóng rời khỏi rừng cây. Vừa về tới Vương Thành, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta làm sao bây giờ? Trương Khánh bị thương nặng nhất, có khí vô lực nhìn qua. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể làm theo lời hắn phân phó. Cùng lắm thì làm xong. Vĩnh viễn rời khỏi Thiên Vũ Vương Quốc, không trở lại nữa. Người dẫn đầu cắn răng. Tuy rằng bọn họ chịu sự ép buộc của quý gia, cũng chỉ là nhìn mặt tiền và tài nguyên. So sánh cùng tính mạng, đương nhiên là cái sau quan trọng hơn. Lại nói, nếu không phải vì Quý Mặc công tử này tùy hứng, làm sao lại có thể đắc tội với nhân vật lợi hại như thế? Khiến cho bọn họ rơi vào bộ dạng thê thảm như thế. Bọn họ đã sớm hận người kia thấu xương. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, tranh thủ làm xong trong vòng 5 ngày. Có quyết định, 5 người uống máu ăn thề, kéo thân thể khập khiễng, đi tìm nơi chữa thương trước. Không lại quan tâm tới 5 người bị đánh tàn phế, Trương Huyền đang muốn trở về thành, tìm kiếm Thiên Vũ học viện. Hắn liền nghe được trong dãy núi cách đó không xa, vang lên những tiếng huyên náo. Hình như có người đang chiến đấu. Đi qua xem một chút. Thân thể hắn phóng lên, bước lên lưng khiếu thiên thú, gào thét một tiếng. Man thú ngửa mặt lao lên trời, nhân lúc đêm tối bay về phía nơi âm thanh vang lên. Thiên Vũ lữ quán. Ngươi nói, tối hôm nay lão sư mới sát hạch xong thi họa sư. Đám người Triệu Nhã nhìn qua, mỗi một người đều lộ vẻ kích động. Vốn tưởng rằng lão sư vẫn cần phải mất một khoảng thời gian nữa mới có khả năng đi tới Vương Thành. Thật không ngờ, hắn tự nhiên còn đến sớm hơn so với bọn họ. Ta cũng nghe người của nghiệp đoàn thi họa sư nói có một người tên là Trương Huyền, sát hạch thi họa sư tam tinh thành công. Về phần có đúng hay không, sư bá, ta cũng không rõ lắm. Lục Tầm nói, thi xong học đồ hắn lại lập tức trở về nói tin tức cho mọi người biết. Nhất định là đúng, có thể làm ra bức tranh ngũ cảnh. Lại gọi là Trương Huyền, làm gì có được chuyện trùng hợp như vậy? Hoàng Ngữ ở một bên nói. Nàng lại từng tận mắt nhìn thấy Trương Huyền vẽ tranh, tốc độ vừa nhanh lại vừa lợi hại, trình độ cao, khiến cho người ta xem thế là đủ. Mánh khóe lấy một man thú ra vẽ tranh, cũng không phải là không có khả năng. Nếu lão sư thi xong thì họa sư chưa tới một canh giờ, khẳng định không đi xa. Chúng ta tìm kiếm gần đây xem, có lẽ lại có thể gặp được. Đúng vậy. Ta cũng muốn đi tìm lão sư. Nghe đến lão sư lại ở khu vực gần đây, đám người Triệu Nhã cũng không ngồi yên được nữa. Tất cả đều đứng dậy. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi lòng vòng. Trong 2 canh giờ, không tìm được tất cả đều trở về. Chương 448, bái ta làm thầy 2. Lưu sư không tiện cự tuyệt, căn dặn một câu. Được. Đám người Triệu Nhã cũng không kiên nhẫn được nữa, mỗi một người đều vội vã đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, chân khí phóng lên trời cao, kinh khí ngang dọc, một người một thú đang chiến đấu ở sâu bên trong núi rừng. Cường giả tông sư cảnh và man thú tông sư cảnh. Đứng ở trên lưng khiếu thiên thú, nhìn hai bên chiến đấu, Trương Huyền có chút kinh ngạc. Chiến đấu phía dưới không ngờ là một cường giả tông sư đỉnh phong.
giao chiến với hắn, lại là một con hổ thân màu đỏ tông sư hậu kỳ. Hình thể của con hổ thân đỏ so với con báo kim thân thiết tiễn trước đây hắn thu phục không chênh lệch lắm, da lông rắn chắc, lực lượng 10 phần. Con này rõ ràng cường đại hơn so với báo thiết tiễn, một chân một chảo, đều giống như muốn xé rách không khí. Địa phương chiến đấu, cây cối dập nát, nham thạch biến thành bụi phấn, hình như cũng không chịu nổi lực lượng của bọn họ trùng kích. Con hổ thân đỏ tuy chỉ là tông sư hậu kỳ, lại có thể chiến đấu vượt cấp. Tông sư đỉnh phong kia thủ đoạn tuy nhiều, cũng không thể tránh được. Một người một thú đánh nhau kịch liệt, ai cũng không thể gây thương tổn được ai. Ầm 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 ầm. Lại đấu một hồi, biết không có kết quả, con hổ thân đỏ vung cái đuôi cực lớn, xoay người rời khỏi đó. Thấy nó đi xa, vị tông sư đỉnh phong này cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng đang muốn rời khỏi đó, đột nhiên đồng tử co lại. Hắn ngẩng đầu nhìn đến khiếu thiên thú đang bay trong không trung. Mặc dù là đêm tối, nhưng khiếu thiên thú bay không cao. Thời điểm vừa rồi chiến đấu, hắn có khả năng không phát hiện ra được. Cuộc chiến đấu kết thúc, sinh mạng cường đại như vậy xuất hiện ở trên không trung, nếu như không biết, thật sự có thể tự sát. Không biết vị tiền bối nào giá lâm, không thể nghênh đón, mong hãy thứ lỗi. Hắn vội vàng ôm quyền. Có thể thuần phục man thú đạt tới nửa bước chí tôn, thực lực sợ rằng phải đạt được cảnh giới chí tôn. Tuy rằng hắn là tông sư đỉnh phong, cũng không dám kiêu căng. Tiền bối. Ban đầu xem bọn họ đánh xong, Trương Huyền đã muốn rời đi, không nghĩ tới lại bị phát hiện. Trong lòng hắn thoáng động, một ý nghĩ tuôn ra. Đúng vậy, ta không phải muốn tìm người cảm kích sao? Người này nếu nhận ta thành tiền bối, vừa vặn có thể lừa dối một chút, có thể lại có thu hoạch. Hắn đang buồn rầu đi nơi nào tìm người, người này lại xuất hiện. Vừa vặn có thể thử xem. Chỉ có điều, dáng vẻ của ta hiện tại quá trẻ tuổi. Bị hắn phát hiện, nhất định sẽ nghi ngờ. Vẫn là hình dáng của Dương Sư đi. Tinh thần hắn thoáng động, năng lực ngụy trang vận chuyển. Cơ bắp xương cốt toàn thân Trương Huyền phát sinh biến hóa, lại biến thành dáng vẻ Dương Huyền. Dù sao hiện tại hắn ở trên lưng khiếu thiên thú, lại là đêm tối, cho dù có người phát hiện, cũng không nhìn thấy rõ diện mạo. Vù! Ra mệnh lệnh một tiếng, thân thể khiếu thiên thú thoáng đảo một cái, chậm rãi hạ xuống. Đi tới mặt đất, thấy rõ vị tông sư đỉnh phong này cũng là một người trung niên, toàn thân quần áo bó sát người, có vẻ tinh khí 10 phần. Trương Huyền có kinh nghiệm ngụy trang Dương Sư trước đó, lúc này dễ như trở bàn tay, đứng ở trên lưng khiếu thiên thú, chắp hai tay ở sau lưng, thần sắc không đau không vui, không hề bận tâm. Không sao, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, thấy ngươi và con hổ thân đỏ kia chiến đấu, dừng chân nhìn một chút. Ngươi chiến đấu với nó, là muốn thu phục nó sao? Thu phục man thú có rất nhiều loại phương pháp, là nó vừa lòng chỉ là một phương pháp, loại chiến đấu này, cũng là một loại. Vừa rồi, một người một thú chiến đấu tuy rằng hung ác độc địa. Nếu thật sự liều mạng, khẳng định trên người đã sớm đổ máu. Để mặc cho đối phương trực tiếp rời đi, chỉ sợ là có tâm tư muốn thu phục. Hơn nữa nhìn bọn họ chiến đấu, hai bên đều có hiểu biết về nhau. Loại chiến đấu này, sợ rằng không chỉ một lần, hai lần. Tiền bối minh giám, vãn bối quả thật có tâm tư muốn thu phục nó. Người trung niên ôm quyền. Vừa rồi hắn cố ý dò xét. Phát hiện đối phương trầm tĩnh giống như nước, hoàn toàn không cảm nhận được tu vi. Làm được điểm này, ngoại trừ chân khí tinh thuần hơn so với hắn ra, chỉ có một khả năng. Chính là tu vi vượt xa hắn. Có một con khiếu thiên thú nửa bước chí tôn làm thú sủng, tu vi hắn lại nhìn không thấu. Xem ra thực lực chân chính của vị trước mắt này, thực sự là một vị cường giả chí tôn. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn càng cẩn thận, nhìn về phía Trương Huyền, thái độ cũng càng thêm cung kính. Con hổ thân đỏ, là vương giả của núi rừng, tính cách cao ngạo. Nếu muốn thuần phục khó khăn tới mức nào, dựa vào mấy trận chiến đấu, đã muốn làm được, không có khả năng. Trương Huyền thản nhiên nói. Thân là thuần thú sư nhị tinh, dung nham thú loại man thú hiếm thấy này hắn không biết, nhưng loại hổ thân đỏ này, hắn vẫn biết không ít. Hổ thân đỏ, vương giả trong núi rừng, thành niên nắm giữ lực chiến đấu tông sư đỉnh phong. Con này chỉ là hậu kỳ. Nói rõ còn cách thành niên một khoảng thời gian. Loại man thú trời sinh lại cường đại này, gần như rất ít thần phục người. Đánh mấy trận đã muốn thuần phục nó, khả năng rất thấp. Ta cũng biết, chỉ là, có chút lòng tham. Người trung niên cười khổ. Hắn cũng biết muốn thuần phục con vật này, thật sự quá khó khăn. Nhưng nghĩ đến có thể thuần phục,
sẽ mang đến rất nhiều lợi ích đối với hắn, trong lòng hắn lại khó có thể kìm chế được khát vọng. Ta có thể truyền thụ cho ngươi phương pháp thuần phục. Trương Huyền nói, tiền bối có thể truyền thụ sao? Đang rầu rĩ không biết nên làm thế nào mới có khả năng thuần phục, nghe hắn nói như thế, đồng tử của người trung niên co lại, sắc mặt kích động có chút ửng đỏ. Không biết tiền bối có gì cần tại hạ giúp một tay? Chỉ cần có thể làm được, ta không chối từ. Biết trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, tuy rằng cao hứng, nhưng hắn vẫn không có mất đi chừng mực. Ta không có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ, hơn nữa thực lực ngươi như vậy, cũng không đáng để ta lợi dụng. Chỉ có điều, phương pháp không thể truyền qua sáu tai, nếu đã gặp phải, xem như có duyên, ta có thể truyền thụ phương pháp, nhưng ngươi phải bái ta làm thầy. Trương Huyền nhìn qua, bái sư, vốn tưởng rằng đối phương sẽ có yêu cầu gì, vừa nghe nói như thế, người trung niên sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu. Chương 449, học sinh Khương Thư 1. Đã thấy cao nhân một lời không hợp ra tay đả thương người, một lời không hợp xoay người rời đi, không để ý tới thế tục. Một lời không hợp bảo người ta bái sư. Người trung niên chớp mắt. Có thể tu luyện tới tông sư đỉnh phong, thiên phú của hắn tất nhiên không kém. Hắn lại tự biết, mình cách thiên tài chân chính còn có một khoảng chênh lệch. Không phải là thiên tài, đối phương vừa mở miệng lại muốn thu làm đệ tử. Tình huống gì vậy? Không sai, ngươi có thể nghi ngờ, vì sao ta vừa mở miệng lại muốn ngươi bái sư? Trương Huyền khoát tay áo, ánh mắt mang theo sự thâm thúy và lạnh lùng bình tĩnh. Thiên phú của ngươi không phải là quá cao, thực lực cũng không tính là gì cả. Ta coi trọng ngươi ở điểm nào? Ta, bị nói toạc ra tâm tư, sắc mặt người trung niên thoáng hiện ra vẻ xấu hổ. Ngươi vừa cùng con hổ thân đỏ chiến đấu, thân pháp Thương Lãng phối hợp với Hoàng Nghiên Quyền, tuy rằng có chút tinh diệu, nhưng không có cách nào phát huy ra tất cả uy lực. Nếu như ta không nhìn lầm, bộ Hoàng Nghiên Quyền này của ngươi, chỉ là học được bản thiếu. Trương Huyền thản nhiên nói. Tiền bối, làm thế nào biết được? Thần sắc người trung niên nhất thời biến đổi, đầy vẻ hoảng sợ. Thân pháp Thương Lãng là thân pháp tương đối nổi danh ở Thiên Vũ Vương Quốc. Có thể nhìn ra chẳng có gì là lạ. Nhưng Hoàng Nghiên Quyền là tuyệt chiêu độc môn của hắn, là khi xưa trong một lần lịch ra ngoài rèn luyện, hắn ở trong một sơn cốc thần bí phát hiện ra di tích do cường giả Chí Tôn lưu lại, từ trong đó học được. Quyền pháp lấy người sáng tạo đặt tên, làm một vị tiền bối Hoàng Nghiên sáng chế, khí thế mạnh mẽ, uy lực 10 phần, thi triển ra có thể có lực lượng cuồng mãnh cứng rắn lay động man thú. Tuy rằng vị cường giả này lưu lại trong di tích chỉ là bản thiếu, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, lại thông hiểu đạo lý, vẫn trở thành con át chủ bài bảo toàn tính mạng, trước kia hắn rất ít khi sử dụng. Vừa rồi, thời điểm cùng con hổ thân đỏ chiến đấu, tồn tại tâm tư rèn luyện, hắn mới thi triển đi ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị vị tiền bối này liếc mắt liền nhận ra. Trương Huyền không trả lời câu hỏi của hắn, trên mặt bình tĩnh không dao động. Hoàng Nghiên Quyền đại khai đại hợp, lực lượng mạnh mẽ. Nếu như chỉ tu luyện một môn này, cho dù là bản thiếu, cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, sẽ không mang đến gánh nặng cho thân thể. Ngươi lại muốn kiêm tu tam thốn trưởng, lực lượng phát huy ở trong ba tấc, vì gấp gáp đánh thẳng tới thốn kình. Thốn kình và quyền pháp đại khai đại hợp, trên ý định ban đầu tương khắc. Nếu như ta không nhìn lầm, thân thể ngươi hẳn có chút bệnh tật, không có cách nào loại bỏ. Ta, người trung niên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, thân thể run lên, vội vàng ôm quyền, thái độ càng cung kính hơn. Tiền bối, nói một chút cũng không sai. Vừa mới bắt đầu, hắn tu luyện võ kỹ chính là tam thốn quyền. Sau đó, hắn nhận được Hoàng Nghiên Quyền, mặc dù biết hai bên có thể sẽ tương khắc, vẫn không bỏ được quyền pháp lợi hại như vậy, mạnh mẽ tu luyện. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào thân phận của hắn, có thể giải quyết được. Ai biết tu luyện càng sâu, tổn thương đối với thân thể cũng lại càng lớn. Nhất là mấy năm gần đây, hắn đã cảm thấy thể lực không nhiều bằng lúc trước. Chính vì vậy, hắn mới một lòng muốn thuần phục con hổ thân đỏ tuổi không lớn lắm này. Một khi mình gặp chuyện không may, nó còn có thể bảo vệ chu toàn cho người thân. Thân là danh sư, biết rõ quyền pháp tương khắc, vẫn học tập, tổn hại tới bản thân lại không tự biết, là ngu xuẩn. Trong giọng nói của Trương Huyền mang theo sự lạnh lùng. Tiền bối, biết ta là danh sư. Người trung niên lại nhìn qua, hoàn toàn không thể tin được. Vừa rồi khi chiến đấu, hắn thi triển ra Hoàng Nghiên Quyền và Tam Thốn Trưởng, đối phương có thể nhìn ra, chẳng có gì là lạ. Nhưng hắn không mang theo huy hiệu,
không mặc trường bào danh sư, đối phương làm như thế nào biết được. Hình như vừa rồi hắn cũng không biểu hiện ra giống như danh sư. Cùng hổ thân đỏ chiến đấu, có thể sớm nhanh chóng trốn thoát khỏi công kích lợi hại của đối phương. Mặc dù có nhiều lần chiến đấu đã quen thuộc với nhau, không đáng ngại. Nhưng mỗi một chiêu lại có thể nhắm ngay chỗ thiếu hụt của đối phương làm ra phản kích. Về điểm ấy, không phải danh sư, nói vậy cũng làm không được. Trương Huyền nói, danh sư nắm giữ tâm cảnh minh lý cảnh, từ đó có thể thấy được chỗ thiếu hụt, sai lầm trong võ kỹ, do đó tìm ra chỗ ký vấn đề, tiến hành chỉ điểm. Chính vì vậy, trong các võ giả đồng cấp, danh sư tuyệt đối là cường đại nhất. Vừa rồi, vị này công thủ có mức độ, tuy rằng cùng man thú cuồng bạo đối chiến, lại hoàn toàn không khẩn trương. Mỗi một chiêu đều có thâm ý, chỉ cần là người tu luyện, gần như đều có thể nhìn ra chỗ có vấn đề. Huống gì vừa rồi hắn cùng với con hổ thân đỏ đối chiến, hai bên thi triển võ kỹ, bên trong đồ thư quán từ lâu đã hình thành nội dung liên quan. Tiền bối có nhãn lực tốt. Người trung niên do dự một lát, thoáng sửng sốt một chút, mắt đột nhiên sáng lên. Lẽ nào, tiền bối cũng là một vị danh sư? Ngoại trừ danh sư, hắn thật sự nghĩ không ra, người nào có thể liếc mắt nhìn ra hắn tu luyện võ kỹ, thân thể tồn tại vấn đề, thậm chí nhìn ra chức nghiệp của hắn. Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng, gió núi thổi qua, ống tay áo tung bay, giống như tiên nhân. Ta quanh năm du lịch bên ngoài, đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua người khác xưng hô như vậy. Quả nhiên là danh sư. Nghe được đối phương nói như vậy, mắt người trung niên thoáng chốc sáng lên, đầy kích động. Đối phương ít nhất là một cường giả chí tôn, lại có nhãn lực vượt xa so với hắn, nói rõ. Ít nhất là một vị danh sư tam tinh. Là danh sư, cũng lại có thể lý giải được vì sao vừa thấy mặt đã bảo hắn bái sư. Danh sư, thân có trách nhiệm truyền đạo học nghề, gặp phải người biết suy xét, có thể giải đáp một chút. Chính vì vậy, mới làm cho cả đại lục, thậm chí nhân tộc, phồn thịnh như vậy. Mới khiến cho chức nghiệp danh sư này, được 10 vạn vạn người kính ngưỡng. Chương 450, học sinh Khương Thư 2. Đẳng cấp danh sư nghiêm ngặt, cấp bậc thấp nhìn thấy cấp bậc cao. Vốn có thể xưng hô là lão sư. Cái gọi là bái sư, không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Huống gì, đối phương liếc mắt nhìn ra trên người hắn có vấn đề, còn có thể hỗ trợ thu phục con hổ thân đỏ. Nếu thật muốn bái sư, tuyệt đối là hắn kiếm lời lớn. Tiền bối nếu nguyện ý thu nhận ta làm học sinh, là vinh hạnh của ta. Sắc mặt hắn đỏ lên, cố nén kích động, vội hỏi. Không nghi ngờ. Trương Huyền nhìn qua. Vãn bối không dám. Người trung niên liền vội vàng gật đầu. Tu vi của đối phương hắn không nhìn ra, thuần phục một con man thú bước chí tôn cảnh, còn có năng lực quan sát kinh người. Cho dù hiện tại đối phương nói mình không phải là danh sư, hắn cũng không tin. Con hổ thân đỏ vừa cùng ngươi chiến đấu, cũng là vị thành niên, thực lực vẫn chưa đạt đến cực hạn. Nếu như ngươi có biện pháp có thể khiến cho nó nhanh chóng tăng trưởng, thực lực đạt được tông sư đỉnh phong, thần phục ngươi, lại không phải là chuyện khó. Thấy hắn tin tưởng thân phận danh sư của mình, biết chuyện còn lại là dễ làm, Trương Huyền không nói thêm gì nữa, cho ra lợi ích. Cái này, ta cũng biết, chỉ là ta thử qua, thật sự nghĩ không ra loại vật phẩm nào có thể làm cho thực lực của nó tăng trưởng. Người trung niên có chút do dự. Làm danh sư, kiến thứ bác học, đối với các loại kiến thức thuần thú đều có đọc lướt qua, biết muốn thuần phục đối phương, phải ném cho nó cái nó thích. Đáng tiếc, hắn thử nghiệm qua rất nhiều lần. Cũng không biết thứ gì có thể khiến cho con hổ thân đỏ này đột phá. Dù sao, đối phương không phải là lực lượng bị giam cầm, mà là tuổi tác chưa đủ. Ăn bất kỳ thuốc gì, cũng không có khả năng khiến cho tuổi của nó đột ngột sinh trưởng. Cho dù thật sự có, đó cũng là nuông chiều cho hư, để cho hổ thân đỏ biết được, chỉ biết oán hận. Muốn thuần phục, lại không có khả năng. Trên người ngươi có thể có đan dược không? Trương Huyền thản nhiên nói. Có, mấy viên đan dược chữa thương. Không biết vì sao vị tiền bối này hỏi như vậy, người trung niên có chút do dự, nói. Đưa cho ta. Trương Huyền đưa tay. Vâng. Tuy rằng không biết đối phương vì sao cần đan dược, chỉ có điều người trung niên lại không có quá nhiều do dự, cổ tay lật một cái. Một bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng bắn ra, chân khí đẩy xuống, từ từ đưa đến trước mặt Trương Huyền. Chiêu thức ấy tuy rằng đơn giản, lại cho thấy khống chế của hắn đối với chân khí rất mạnh. Trong lòng thầm kinh ngạc, trên mặt lại không biểu hiện ra, Trương Huyền tiếp nhận bình ngọc, tiện tay mở ra.
Quả nhiên hắn thấy bên trong có chứa chừng 10 viên đan dược trơn nhẵn êm dịu, tự nhiên đều đạt tới cấp bậc nhị phẩm. Đan dược nhị phẩm, mỗi một viên đều có giá trị xa xỉ. Hơn 10 viên đặt chung vào một chỗ, giá tiền sợ rằng đã vượt quá ngàn vạn. Tùy tiện đeo ở trên người, trực tiếp ném qua, chỉ sợ cũng chỉ có danh sư mới có phách lực như thế. Đổ những đan dược này vào lòng bàn tay, tinh thần hắn thoáng động. Chân khí thiên đạo tinh thuần, lập tức dũng mãnh tràn vào trong đó, ép chừng 10 viên đan dược thành một viên thuốc cực lớn. Muốn trợ giúp một man thú vị thành niên đột phá hạn chế của bản thân, trừ khi huyết mạch tiến thiên, không có phương pháp nào khác. Loại thuốc nào có thể làm được, Trương Huyền cũng không biết được rõ ràng. Chỉ có điều hắn biết, chân khí thiên đạo của hắn có thể. Đối phương chỉ có tông sư đỉnh phong, hắn cách tông sư cảnh cũng không xa, hai bên chênh lệch không quá nhiều. Hiệu quả của chân khí thiên đạo vẫn còn rất lớn. Chỉ có điều, chân khí thiên đạo quá mức cao cấp, đối phương lại là danh sư, năng lực quan sát kinh người. Muốn giúp đối phương thăng cấp, chuẩn bị không tốt lại sẽ phát hiện ra vấn đề, khiến cho hắn ngụy trang nửa ngày, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, sử dụng chân khí thiên đạo trực tiếp rót vào kinh mạch thăng cấp, phải làm cho đối phương không phản kháng mới được. Dù sao cũng không có khả năng chạy tới đánh cho con hổ thân đỏ bất tỉnh. Cho dù muốn, cũng làm không được. Rót chân khí vào bên trong đan dược, một khi đan dược dung hòa, chân khí lại sẽ tự động tiến vào trong cơ thể, theo máu tuần hoàn, do đó tinh lọc huyết mạch, cũng đồng dạng có thể đạt được công hiệu khiến cho man thú thăng cấp huyết mạch. Chỉ là làm như vậy, tương đối lãng phí đan dược. Đan dược cấp bậc càng cao, dung nạp chân khí cũng càng nhiều. Mà lần này, đan dược mấy ngàn vạn kim tệ chẳng khác nào lãng phí. Đương nhiên, đối với Trương Huyền mà nói, không có vấn đề gì. Dù sao là của người phúc ta. Sử dụng mấy nghìn vạn đổi lấy sự thuần phục của một con man thú tông sư đỉnh phong. Chuyện này tuyệt đối là buôn bán lời. Được, ta đã chế luyện lại lần nữa đan dược của ngươi một chút. Chỉ cần đưa thứ này cho con hổ thân đỏ dùng, là có thể lập tức đột phá. Làm thế nào khiến cho nó thần phục với ngươi, vậy phải xem thủ đoạn của ngươi sau đó. Hắn búng ngón tay một cái, viên thuốc bắn thẳng về phái người trung niên. Hắn không có thủ pháp giống như đối phương nâng vật nặng dễ dàng giống như nâng vật nhẹ, không thể làm gì khác hơn là sử dụng loại biện pháp ngu ngốc này. Vâng, tiện tay tiếp nhận đan dược, vẻ mặt người trung niên mê man, có chút không quá tin tưởng. Những đan dược chữa thương này, hắn mua được từ nghiệp đoàn luyện đan sư, không có bất kỳ đặc biệt gì. Ở trong tay vị tiền bối này một hồi, tối đa biến hơn 10 viên đan dược thành một viên. Như vậy, là có thể khiến cho con hổ thân đỏ thăng cấp sao? Dù thế nào hắn cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Người bây giờ đưa qua cho nó dùng đi. Trương Huyền cũng không giải thích. Vâng. Trong lòng hắn nghi ngờ, nghĩ đến đối phương có thể là danh sư tam tinh, cường giả chí tôn cảnh, không có khả năng lừa gạt mình. Người trung niên gật đầu một cái, cất viên thuốc xong, thân thể phóng về phía con hổ thân đỏ vừa bỏ chạy. Trương Huyền cũng không qua, yên tĩnh đứng ở trên lưng khiếu thiên thú chờ. Khoảng chừng qua một canh giờ, một hồi nổ lớn kịch liệt vang lên, người trung niên cưỡi ở trên lưng của con hổ thân đỏ đi tới trước mặt. Lần này hắn lại không do dự, nhảy xuống khỏi hổ lưng, lập tức quỳ rạp xuống đất. Học sinh Khương Thư, bái kiến lão sư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 451, Triệu Nhã bị đùa giỡn, 1. Ừ, nhìn thấy được con hổ thân đỏ loanh quanh ở bên cạnh người trung niên Khương Thư. Tu vi quả nhiên thăng cấp đến tông sư đỉnh phong, biết nó đã thần phục, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Hắn thản nhiên nhìn qua, âm thanh hoàn toàn không có chút dao động nào. Vi sư Dương Huyền, chỉ là đi ngang qua Thiên Vũ Vương Thành, ở chỗ này một thời gian ngắn. Trong lúc này, chúng ta có danh thầy trò. Sau khi rời đi, ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, chỉ là có duyên phận bèo nước gặp nhau mà thôi. Không thể sử dụng tên của ta, đi khắp nơi giả danh lừa bịp, bằng không. Giết chết không cần luận tội. Mục đích hắn thu người học sinh này, là để hình thành trang sách màu vàng, tất nhiên không có khả năng luôn dẫn theo. Hắn sớm nói rõ ràng. Vâng. Khương Thư gật đầu, thoáng lộ ra vẻ thất vọng. Vừa rồi nghe đối phương muốn hắn bái sư, mặc dù không từ chối, trong lòng vẫn còn có chút kháng cự. Chờ tới khi hắn thật sự đưa viên thuốc đó cho con hổ thân đỏ dùng, nó quả nhiên đột phá. Lúc này hắn mới biết. Có thể bái nhập làm môn hạ của người như thế, là may mắn tới mức nào. Đan dược chữa thương bình thường, tiện tay chế luyện một hồi, biến thành bảo vật khiến cho man thú đột phá.
Loại thủ đoạn này, cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe nói qua. Chỉ riêng chiêu thức ấy, vị trước mắt này sợ rằng không chỉ đơn giản là danh sư tam tinh như vậy. Không biết lão sư ở nơi nào, học sinh cũng tiện lúc nào đó tới bái kiến. Biết có thể trở thành học sinh của đối phương trong một khoảng thời gian, cũng là buôn bán có lời, áp chế sự thất vọng, Khương Thư ôm quyền hỏi. Ta tạm thời còn không có xác định được nơi dừng chân. Có, sẽ phái người tới nói cho người biết. Trương Huyền khoát tay. Được rồi, người đi về trước đi. Khiến cho hắn cảm kích, hình thành trang sách màu vàng, không thể nào là chuyện thoáng cái liền xong. Ngày hôm nay thu làm học sinh, đồng thời khiến cho hắn có tín nhiệm nhất định, đã coi như là tiến bộ rất lớn. Nếu như lại bước nhanh hơn, sợ rằng làm không tốt sẽ có hoàn toàn ngược lại. Vâng. Biết cao nhân có phong thái của cao nhân, Khương Thư không dám nhiều lời, lại nhảy lên trên con hổ thân đỏ, xoay người rời đi. Vù. Đối phương rời khỏi đó, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Ở trước mặt danh sư ngụy trang cao nhân, vẫn rất phiền phức. Dù sao năng lực quan sát của đối phương kinh người, có chút sai lầm, lại vô cùng có khả năng xảy ra vấn đề. Đúng rồi, quên mất vị trí Thiên Vũ Học Viện. Vốn muốn hỏi thăm một chút về vị trí Thiên Vũ Học Viện, sau đó sẽ thu mấy học sinh, một lần bồi dưỡng, nhiều đường thao tác. Kết quả hắn lại quên mất, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở về thành tìm người hỏi. Hắn lại trở lại Vương Thành. Lần này không có ai theo dõi, cũng không có chuyện gì khác. Hắn hỏi đường lại đơn giản hơn nhiều. Thiên Vũ Học Viện là đất tập trung nhân tài lớn nhất trong Vương Thành, gần như người người đều biết. Rất nhanh hắn đã hỏi thăm ra vị trí cụ thể. Không ngờ danh sư đường ở gần đó, gần giải đất trung tâm của thành thị. Đi bộ tới đó, ít nhất phải mất 1-2 canh giờ. Nghe được xa như vậy, Trương Huyền vốn còn muốn đi suốt đêm tìm người lừa dối, đành phải dừng lại. Đi tới Thiên Vũ Vương Thành, trời đã tối, ăn, sát hạch thi họa sư thêm đọc sách, rằng co hơn 1 canh giờ. Hiện tại xử lý người đánh lén, thu Khương Thư làm học sinh, lại qua thêm hơn 1 canh giờ. Dựa theo thời gian kiếp trước, đã gần 11 giờ khuya. Lúc này lại chạy tới nơi cũng gần như đều đã ngủ. Hơn nửa đêm đi thu nhận người. Chuẩn bị không tốt sẽ bị xem trở thành người từ mộ phần nào đó bỏ ra, lại chôn vào. Vẫn là thôi đi, ngày mai lại nói, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm đã. Liên tục chạy đi, lại thêm sát hạch, chiến đấu, thể hiện, hắn đã mệt mỏi dã rời. À, Thiên Vũ Lữ Quán, lại ở nơi này đi. Ở trên đường phố đi một hồi, nhìn trái nhìn phải một vòng, một lữ quán xuất hiện ở trước mắt. Hắn nhấc chân đi vào. Lữ quán rộng rãi sạch sẽ. Hắn tiến vào đại sảnh hỏi thăm một chút, thấy vẫn còn phòng trống, hắn liền tiến vào trong. Hắn vừa đi vào phòng ở, mấy bóng người liền sốt ruột đi tới đại sảnh. Triệu Nhã còn chưa có trở lại. Đúng vậy, Lưu Sư. Vương Dĩnh rụt rè nói. Ta không phải đã bảo các ngươi bất kể tìm được hay không tìm được, trong một canh giờ đều phải trở về sao? Hiện tại đã lâu như vậy, thế nào còn chưa về? Lưu Sư mày nhăn lại. Chúng ta... Vừa ra khỏi cửa lại đi, vừa mới trở về ta không thấy nàng, còn cho rằng nàng đã trở về phòng. Không nghĩ tới, đợi một hồi còn không có xuất hiện. Vương Dĩnh nói. Như vậy đi, Lục Tầm, người dẫn theo Trịnh Dương đi về phía đông tìm kiếm. Tôn Cường ngươi và Lưu Dương, Viên Đào đi phía tây tìm xem. Ta và Vương Dĩnh, Hoàng Ngữ đi phía bắc, phía nam là cửa thành, lại không cần đi. Lưu Sư căn dặn. Bất kể như thế nào, giống như lần trước quy định. Trong một canh giờ phải trở về. Vâng. Mọi người gật đầu, nhấc chân đi ra ngoài. Bạch Thiềm Y Sư gần đây đường quan rộng mở. Sau khi từ Hồng Liên Sơn Mạch trở về, tất cả Y Sư nhìn thấy hắn đều cung kính lễ độ, cực kỳ tôn kính. Thậm chí tới hội trưởng nghiệp đoàn Y Sư, thái độ đều không bình thường. Trước đây hắn vẫn chịu đủ vắng vẻ, hiện tại thoáng một cái trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Trước đây những nhị tinh y sư này không cho mặt không cho mũi, hiện tại ở trước mặt hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Điều này khiến cho trong lòng hắn càng lúc càng cao hứng, càng lúc càng thỏa mãn với cuộc sống bây giờ. Không nghĩ tới bị người đập hôn mê ở trong ngõ hẻm, lại được loại lợi ích này. Ngày hôm nay cùng hội trưởng Sương Huynh gọi đệ uống rượu một hồi, đi trên đường đầu đã có chút choáng váng hoa mắt. Khởi điểm của cuộc đời hắn, chính là ở Hồng Liên Thành bị người đập cho choáng váng. Chương 452, Triệu Nhã bị đùa giỡn 2. Sau khi tỉnh lại,
thái độ của vô số y sư đối với hắn lại thay đổi. Suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy có phải mình đang nằm mơ hay không. Đương nhiên, trải qua mấy ngày, hắn coi như là hoàn toàn hiểu rõ. Ngày đó người thanh niên cùng Mạc Vũ công chúa xuất hiện, đập cho hắn choáng váng, sau đó mượn danh tiếng và dáng vẻ của hắn, cứu Đại Dược Vương. Những y sư cố ý lấy lòng, gần gũi với hắn, thứ nhất, là muốn thông qua quan hệ của mình, từ chỗ Đại Dược Vương mua được dược liệu với giá thấp hơn, tốt hơn. Thứ hai, cũng muốn biết cái gì gọi là khế ước cổ, lại chữa trị như thế nào. Lúc đó hắn chỉ nằm ở trong ngõ hẻm lạnh như băng, y phục cũng bị lột, làm sao có thể quen biết với Đại Dược Vương nào. Hắn tất nhiên cũng không biết cái gọi là khế ước cổ. Nhưng thật vất vả xoay người, được nhiều người coi trọng như vậy, lại phủ nhận như vậy, chẳng phải mất mặt xấu hổ, rất dễ dàng bị người ta đánh chết. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn nói dối đến bây giờ. Một khi gặp phải người khác hỏi thăm chuyện của Đại Dược Vương, hắn lại cắn chặt răng, nói sang chuyện khác. Thấy hắn không nói, mọi người biết có khả năng dính dáng tới bí mật, lại không hỏi thêm nữa. Địa vị của hắn trái lại càng cao hơn. Kết quả này khiến cho hắn đầy hưng phấn. Vừa gặp phải hẻm nhỏ hắn liền chui vào, chờ mong lại bị đánh ngất xỉu, kiếm lấy danh tiếng lớn hơn nữa. Ngày hôm nay từ biệt hội trưởng, một mình về phủ, hắn nhìn thấy được một ngõ nhỏ, đang muốn đi vào. Hắn liền nhìn thấy một thiếu nữ đã đi tới trước mặt. Nữ hài tuổi không lớn lắm, dáng vẻ chỉ có 16, 17 tuổi, diện mạo lại đặc biệt xinh đẹp, hơn tất cả mỹ nữ hắn từng gặp. Thậm chí ngay cả Mạc Vũ công chúa được xưng là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Vũ Vương quốc, vừa so sánh với nàng, cũng kém một mảng lớn. Hắn có tiếng là háo sắc, nguyên nhân chính vì như vậy, trước đây Mạc Vũ mới không định gặp. Giả vờ cao nhân lâu như vậy, đột nhiên nhìn thấy được không có ai, hơn nữa dưới tác dụng của rượu, nhất thời hai mắt hắn tỏa sáng. Biết Trương lão sư xuất hiện ở nghiệp đoàn thi họa sư, đám người Triệu Nhã rời khỏi lữ quán tìm kiếm khắp nơi. Vì hiệu suất cao hơn, mọi người phân chia nhau ra hành sự. Tất cả con đường, tử lâu xung quanh bọn họ gần như đã tìm qua một lượt, tự nhiên lại hoàn toàn không có một chút bóng dáng nào. Vừa đi tới hẻm nhỏ này, Triệu Nhã rụi rụi con mắt, thoáng lộ ra vẻ mệt mỏi dã rời, dự định quay về nơi ở lại nói sau. Chợt nàng liền nhìn thấy một lão già vẻ mặt đáng khinh, tiến tới trước mặt. Uống rượu một mình không vui, vị cô nương này, nếu không theo ta uống vài chén. Bạch Thiềm y sư ngăn cản ở phía trước. Tránh ra. Đôi mi thanh tú của Triệu Nhã thoáng nhíu lại. Thể chất thuần âm mở ra, dung mạo, khí chất của nàng có sự thay đổi về chất. Loại quấy rầy này, nàng vẫn thường gặp, chỉ có điều gần như đều là tuổi tác tương tự. Một lão đầu cũng có thể làm ra da của nàng xuất hiện, khiến cho sắc mặt nàng khó coi. Nếu như không tránh. Bạch Thiềm y sư hừ một tiếng. Hiện tại đã gần nửa đêm, con đường phía trước không còn náo nhiệt. Gần như không có người qua. Hơn nữa cho dù có người, nhìn thấy được trang phục hoa lệ đắt tiền của hắn, sợ rằng cũng không dám ra mặt. Đâm đầu vào chỗ chết. Thấy bộ dạng và vẻ mặt lưu manh của người này, đôi mi thanh tú của Triệu Nhã nhíu lại, cổ tay lật một cái, trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thể chất thuần âm vận chuyển tới cực hạn, kiếm khí âm u lạnh lẽo, đâm thẳng về phía người trước mắt này. Không biết điều. Thấy Triệu Nhã cũng dám dùng kiếm với hắn. Bạch Thiềm y sư hừ lạnh, nắm lấy. Trường kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương. Bạch Thiềm y sư ở trước mặt Trương Huyền bị một quyền đập cho hôn mê, nhưng thật ra là cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong. Loại người chỉ mở ra hai huyệt đạo giống như Triệu Nhã, căn bản không có thể chống lại. Nguy rồi. Trường kiếm bị đoạt, trong lòng Triệu Nhã thầm rùng mình. Nàng biết thực lực của người trước mắt này, mình căn bản không thể chống lại. Nàng phóng người. Lao thẳng về phía lữ quán. Thể chất thuần âm của nàng mở ra, tốc độ mặc dù thua Vương Dĩnh, nhưng cũng cực nhanh. Ở đây cách chỗ ở đã không xa, chỉ cần tới chỗ đó, Lưu Sư đứng ra, lại bảo đảm có thể đánh cho kẻ ngu ngốc, không dám nói thừa. Còn muốn trốn, chạy thoát sao? Thật vất vả mới gặp được mỹ nữ như thế, Bạch Thiềm làm sao có thể để cho nàng chạy thoát? Hắn đuổi sát theo phía sau. Triệu Nhã, chạy như điên một hồi. Triệu Nhã chạy tới đại sảnh của lữ quán, vừa lúc gặp được đám người Lưu Sư đang dự định ra. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Thấy nàng vội vàng xông vào, mọi người đầy nghi ngờ. Lão nhân này đùa bỡn ta. Triệu Nhã chỉ về phía sau. Lúc này Bạch Thiềm y sư cũng đi vào đại sảnh. Cái gì? Nghe được nàng bị đùa giỡn,
đám người Trịnh Dương nhất thời giận dữ, nhướng mày, lại muốn xông lại. Khoan đã! Lưu Sư liếc mắt nhìn ra được thực lực của đối phương, ngăn cản mấy người. Bạch Thiềm Y Sư nhìn thấy được lại có người ở đây, ánh mắt lóe lên. Thảo nào chạy nhanh như vậy, hóa ra có người ở đây. Nếu như vậy thì dễ làm rồi. Làm người lão luyện, loại cảnh tượng này hắn đã sớm nhìn thấy nhiều lần, một chút cũng không sợ. Không biết vị bằng hữu này đuổi theo học sinh của ta có chuyện gì. Biết đây là Thiên Vũ Vương Thành, ngư lòng hỗn tạp, Lưu Sư tuy rằng tức giận, nhưng cũng mạnh mẽ kiềm chế, bước lên trước, ôm quyền nói. Tiểu cô nương này trộm đồ của ta, cho nên ta đuổi qua đòi lại. Nếu các ngươi quen nhau, vậy là dễ làm rồi. Hoặc là giao đồ vật ra, hoặc là, giao nàng cho ta xử lý. Bạch Thiềm Y Sư khoát tay, thản nhiên nói. Trộm đồ của ngươi, ngươi, nói bậy. Không nghĩ tới người này đùa giỡn nàng, lại còn đánh ngược lại, nói nàng trộm đồ, Triệu Nhã nhất thời tức giận, khuôn mặt đỏ lên, thiếu chút nữa thì bùng nổ. Chương 453, Vụ Oan Hãm Hại 1. Không biết các hạ mất thứ gì. Lưu Sư làm sao có thể không nhìn ra được đối phương là cố ý nói như vậy. Lông mày hắn nhíu lại một cái. Tại hạ mất một gốc dược liệu vô cùng chân quý. Bạch Thiềm Y Sư sớm đã quen với chuyện này, thản nhiên nói. Lập tức giao dược liệu ra, bằng không, ta sẽ lập tức báo lên trên, nhốt các ngươi vào đại lao. Lưu Sư, ta không lấy bất kỳ vật gì của hắn. Là hắn ngậm máu phun người. Triệu Nhã sốt ruột giải thích. Đúng vậy, Lưu Sư, phụ thân của Triệu Nhã chính là thành chủ Bạch Ngọc Thành, muốn cái gì có cái đó, làm sao có thể trộm đồ. Bản thân Trương Lão Sư chính là luyện đan sư, dược liệu gì mua không được, còn cần phải trộm. Đám người Trịnh Dương cũng bước lên trước. Ở chung cùng nhau lâu như vậy, bọn họ tất nhiên tin tưởng tính tình Triệu Nhã làm sao có thể trộm đồ của lão đầu xấu xa này. Ừ, Lưu Sư xua tay cắt ngang lời nói của mọi người, ngẩng đầu nhìn qua. Tại hạ danh sư nhất tinh của Bắc Vũ Vương Quốc, Lưu Lăng. Dẫn mấy học sinh đi tới nơi này, có khả năng trong lúc đó có chút hiểu nhầm. Nói xong cổ tay lật một cái lệnh bài đại biểu thân phận xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Danh sư nhất tinh. Bạch Thiềm Y Sư thoáng sửng sốt một chút. Danh sư ở Thiên Vũ Vương Thành có địa vị cực cao. Dưới cùng cấp bậc, Y Sư còn xa mới có thể so sánh được. Chỉ có điều ở Thiên Vũ Vương Thành, chức cao chân chính là danh sư nhị tinh. Nhất tinh còn kém một chút. Lại nói, cường long không ép rắn địa đầu. Danh sư thì thế nào? Chỉ cần không phải là Thiên Vũ Vương Thành, có ít nhất một vạn loại phương pháp, khiến cho hắn nói không ra lời. Nghĩ tới những điều này, còn muốn tới mấy ngày qua, một ít y sư nhất tinh nhìn thấy hắn cũng đều cung kính lễ độ, khí thế lại lên cao, sắc mặt hắn trầm xuống. Hiểu nhầm, lão phu ở nghiệp đoàn y sư, ngay cả hội trưởng cũng phải kính nể, e sợ ba phần. Ngươi nói ta vụ oan hãm hại học sinh nho nhỏ của ngươi sao? Tại hạ không phải ý này. Đã cho thấy thân phận, đối phương vẫn nói chuyện như vậy, Lưu Sư vội vàng giải thích. Danh sư nhất tinh ở Bắc Vũ Vương Quốc, Thiên Huyền Vương Quốc, địa vị được tôn sùng, ai cũng không dám mạo phạm. Nhưng đến loại Thiên Vũ Vương Quốc nhất đẳng này, tầm quan trọng lại nhất thời giảm bớt. Một ít gia tộc thế lực lợi hại, thậm chí còn được cung phụng nhiều hơn một chút. Chính vì vậy, thân phận này tuy rằng khiến cho không ít người kiêng kỵ, thế lực lớn thật sự, người có bối cảnh, cũng sẽ không quá mức quan tâm. Trừ khi, đạt được cấp bậc nhị tinh. Phía sau có danh sư đường, hắn tuy rằng không quá sợ hãi, cũng không ai dám làm gì hắn. Nhưng đám người Triệu Nhã lại không giống hắn. Người không quen với cuộc sống ở đây, một khi không giải quyết cho tốt, tranh cãi lên, phiền phức không ít. Thậm chí thật sự bị chơi xấu, còn ảnh hưởng tới danh dự danh sư của mình. Không phải ý này, vậy ngươi nói vậy là có ý gì? Người học sinh này của ngươi trộm đồ của ta, ta cũng đuổi theo tới đây, chẳng lẽ còn không thể lấy được về? Bàn tay Bạch Thiềm Y Sư vẫy một cái, khí thế tăng cao. Hắn biết đối phương kiêng kỵ cái gì, càng thêm không kiêng nể gì cả. Mấy ngày, đây là thế nào? Tiếng hai bên tranh cãi rất lớn, nhưng vào lúc này, lão bản Thiên Vũ Lữ Quán vội vã chạy tới. Mấy vị khách hàng này của ngươi, có người trộm đồ của ta, ngươi nói thế nào? Bạch Thiềm Y Sư tiện tay kéo qua một cái ghế, ngồi xuống. Chuyện này, lão bản lộ ra vẻ mặt sốt ruột. Vừa nghe tiểu nhị nói, một bên là danh sư nhất tinh,
một bên là Bạch Thiểm y sư của nghiệp đoàn y sư như mặt trời ban chưa chạm tay có thể bỏng, ai hắn cũng đắc tội không nổi. Ta cũng không phải là ngươi khó khăn, nếu ngươi không giải quyết được, đi mời đội tuần tra, nói vậy bên ngoài lại có. Mí mắt vừa nâng lên, Bạch Thiểm y sư không có sợ hãi. Danh sư ở loại địa phương nhỏ như Bắc Vũ Vương quốc tới mà thôi. Căn bản không đủ khiến cho hắn sợ hãi. Vâng vâng. Lão bản thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ra hiệu. Tiểu nhị nghe được phân phó, vội vàng chạy ra ngoài. Thiên Vũ Vương thành lớn như vậy, mỗi ngày đều có các loại tranh đấu, cần phải kịp thời xử lý, mới có khả năng giữ gìn trị an. Đội tuần tra, chính là đội ngũ giữ gìn trị an do Vương thất phái chuyên môn chịu trách nhiệm. Một khi gặp phải phiền phức, có thể đi thông báo, để cho bọn họ qua. Cái này, không biết các hạ mất dược liệu gì. Muộn thế này kinh động tới đội tuần tra cũng không tiện, không bằng giải quyết riêng. Nghe nói muốn tìm đội tuần tra, Lưu Sư không thể làm gì khác hơn là ôm quyền nói. Ở trên địa bàn của người khác, lại chút chuyện không tốt, đội tuần tra khẳng định nghe hắn. Nếu quả thật kết luận Triệu Nhã trộm đồ của đối phương, hỏi thăm, thẩm vấn các loại, phiền phức sẽ rất nhiều. Nếu như một mình hắn, tất nhiên không sợ, không có mệnh lệnh danh sư đường, ai cũng không dám bắt người. Nhưng đám người Triệu Nhã đến từ loại địa phương nhỏ Thiên Huyền Vương quốc này, lại không có thân phận lợi hại gì, một khi điều tra, không một hai tháng khó có thể kết thúc. Lại nói, tiến vào đại lao, còn không phải là đối phương muốn nói cái gì thì nói cái đó sao? Hắn nhận ủy thách của đại sư huynh, dẫn học sinh qua. Nếu chẳng may bị giam lại, nhìn thấy, đại sư huynh, hắn biết ăn nói như thế nào. Cho nên, hắn dự định dàn xếp ổn thỏa, để tránh phiền phức. Mất dược liệu gì, nếu muốn biết, ta lại nói cho ngươi biết, ta mất một gốc thiết thanh hoa nghìn năm, bán ra, giá trị chỉ ít 1.000 vạn kim tệ, giải quyết riêng cũng tốt, hoặc là, bồi thường 1.000 vạn kim tệ, hoặc là, giao nữ hài này cho ta xử lý. Bạch Thiểm y sư dương dương đắc ý nhìn qua. Tiểu tử này, muốn giải quyết riêng sao? Xem ta chơi chết các ngươi hay không? Ngươi, nói bậy. Ngậm máu phun người. Triệu Nhã không nghĩ tới đối phương vô sỉ như vậy, tức tới mức mặt đỏ bừng, hít thở dồn dập. Đám người Trịnh Dương mỗi một người cũng siết chặt nắm đấm. Chương 454, vụ oan hãm hại 2. Thiết thanh hoa nghìn năm. Sắc mặt Lưu Sư cũng có chút khó coi. Là danh sư, hắn tuy rằng không tinh thông y dược, cũng đã nghe nói qua thiết thanh hoa, là một loại dược liệu chân quý, đặc biệt là đạt được nghìn năm, càng chân quý. Nếu thật sự muốn bán ra, 1.000 vạn kim tệ, sợ rằng cũng không nhất định có thể mua được. 1.000 vạn kim tệ, hắn tích lũy nhiều năm như vậy mặc dù có, nhưng thoáng cái bị người ta lừa đi nhiều như vậy, cho dù là hắn cũng cảm thấy không thể chịu đựng được. Không sai. Ngón tay Bạch Thiểm y sư gõ bàn, mí mắt nâng lên. Ta vừa mua được dược liệu này, va chạm tới người học sinh này của ngươi, đã không thấy tăm hơi. Không phải là nàng trộm thì ai trộm, hoặc là đền tiền, không muốn đền tiền, để ta bắt nàng trở lại tra hỏi. Bằng không, cùng lắm thì ta lại nói chuyện này ra ngoài, nói người dung túng học sinh ăn cắp, xem danh sư đường có thể xử lý hay không. Vừa nói hắn vừa rót một chén nước trên bàn, vẻ mặt đắc ý nhìn qua. Chuyện này, sắc mặt Lưu Sư tái xanh. Đối phương xem ra nắm chặt nhược điểm của danh sư. Phàm là danh sư, đều yêu quý danh tiếng. Nếu như thật sự bị hắn vụ oan hãm hại dung túng học sinh ăn cắp, sau này còn sát hạch nhị tinh thế nào? Làm sao có thể gặp người? Xôn xao. Gian phòng đang nặng nề, một đám người đã đi tới. Đó là tiểu nhị đi mời đội tuần tra. Những người này mỗi người đều có thực lực ích huyệt cảnh. Người đi đầu kia còn là cường giả thông huyền cảnh. Toàn thân mặc khôi giáp. Cầm trường kiếm trong tay, khiến người ta có một loại cảm giác thiết huyết lạnh như băng. Ra mắt Bạch Thiểm y sư. Người trong đội tuần tra đi tới phòng khách, vừa liếc mắt thoáng nhìn, liền nhận ra Bạch Thiểm, tiến lên ôm quyền. Nếu nói gần đây trong toàn bộ vương thành người có danh tiếng nổi nhất là ai, tất nhiên là Tam công chúa điện hạ Mạc Vũ. Về phần người thứ hai, chỉ sợ cũng phải kể tới người ngồi trước mắt này. Có người nói hắn giải quyết được chứng bệnh ngay cả y sư tam tinh cũng không nhìn ra. Thực lực chân chính, sợ rằng đã vượt qua tam tinh, đạt được cảnh giới cao hơn. Chỉ là tu vi không đủ, mới không đi thi hạch. À, hóa ra là Diêu đội trưởng. Mí mắt vừa nâng lên, Bạch Thiểm cũng nhận ra đối phương, bàn tay vẫy một cái. Nếu là ngươi lại dễ giải quyết,
nữ hài kia trộm dược liệu do đại dược vương vừa đưa cho ta, thiết thanh hoa nghìn năm. Ngươi xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Đại dược vương. Sắc mặt Diêu đội trưởng thoáng đổi. Đại dược vương danh tiếng cực lớn, đại biểu cho độc điện. Chính vì vậy, ở Hồng Liên Thành gần như cũng là bá chủ một phương. Thiên Vũ Vương thất cũng chưa bao giờ xuất binh. Dược liệu do đại dược vương tự mình đưa cho hắn, xem ra lời đồn đại là sự thật. Chuyện này phải cẩn thận xử lý. Ngay cả dược liệu của Bạch Thiểm y sư cũng dám trộm. Thật to gan. Hừ lạnh một tiếng, Diêu đội trưởng bước lên trước, đi tới trước mặt Lưu sư. Vị danh sư này, ta kính trọng thân phận của ngươi, sẽ không động thủ. Mau giao người học sinh này của ngươi ra, để cho ta mang về thẩm vấn. Yên tâm đi, đội tuần tra công bằng chính trực. Nếu quả thật là trong sạch, tất nhiên sẽ xử quyết công bằng chính trực cho các ngươi. Nếu thật sự trộm đồ, cho dù ngươi là danh sư, chúng ta cũng không ngại, ầm ĩ đến tai danh sư đường. Chuyện này, vẫn mong đừng vội vàng, chúng ta nguyện ý giải quyết riêng. Thấy hai bên quen biết, biết một khi Triệu Nhã bị bắt, nhất định sẽ bị tội danh trộm đồ phải bắt giam, Lưu sư hít sâu một hơi, nói. Lưu sư, không được. Triệu Nhã không trộm đồ, vì sao phải giải quyết riêng? Không sai, Lưu sư, một khi giải quyết riêng, chẳng khác nào thừa nhận Triệu Nhã cầm đồ của bọn họ. Đối với danh tiếng lão sư của ngài, sẽ có tổn hại cực lớn. Nghe được Lưu sư muốn giải quyết riêng, đám người Trịnh Dương, Lục Tầm sốt ruột la lên. Một khi giải quyết riêng, lại cho thấy mình chột dạ, thật sự trộm đồ, danh dự của Lưu sư sẽ bị hao tổn thật lớn. Truyền tới danh sư đường, thậm chí cũng sẽ tiếp nhận điều tra. Như vậy thật sự lại trăm miệng khó cãi. Được rồi, tất cả câm miệng. Lưu sư khoát tay. Không giải quyết riêng, Triệu Nhã tất nhiên cũng sẽ bị bắt trở lại thẩm vấn. Dẫn học sinh tới còn đánh mất, bảo hắn có mặt mũi nào đi gặp đại sư huynh. Giải quyết riêng. Không nghĩ tới vị danh sư này vì học sinh, ngay cả 1.000 vạn kim tệ cũng bỏ ra được, Bạch Thiểm y sư chắt lưỡi. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng. Giải quyết riêng cũng có thể. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, gốc cây thiết thanh hoa nghìn năm này, vô cùng chân quý. 1.000 vạn căn bản mua không được, đại khái cần phải 5.000 vạn kim tệ. Ngươi lấy kim tệ tới, ta liền rời đi. Nếu không lấy ra được, thật ngại qua, người hôm nay ta nhất định dẫn đi. 5.000 vạn. Ngươi, dược liệu gì có thể đáng giá như thế? Vừa mới là 1.000 vạn, lập tức tăng giá. Đáng giận. Nghe người này thoáng một cái nói tăng giá dược liệu lên 5.000 vạn, tất cả mọi người phát điên rồi. Mỗi một trợn mắt nhìn. Lưu sư cũng siết chặt nắm đấm. Hắn trở thành danh sư nhiều năm như vậy, đâu chịu nổi cơn giận này. Thế nào, muốn giải quyết riêng cũng nhanh một chút. Đừng ở chỗ này dây dưa. Thời gian của ta quý giá. Không có thời gian tiêu hao cùng với các ngươi. Bạch Thiểm y sư nâng chén trà lên, vẻ mặt đắc ý nhìn qua. Ngươi, khuôn mặt Lưu sư tái nhợt. Lưu sư, ta đi cùng với bọn họ. Rõ ràng là hắn đùa bỡn ta, ngược lại vụ oan hãm hại ta ăn cắp dược liệu. Ta không tin, toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc không có vương pháp. Triệu Nhã bước lên trước, cất cao giọng nói. Bên trong căn phòng, Trương Huyền rửa mặt xong đang muốn đi ngủ, đột nhiên sửng sốt. Nghe giống như, Triệu Nhã, lẽ nào bọn họ tới? Chương 455, đánh người, 1. Ở chung hơn nửa tháng, giọng điệu của Triệu Nhã như thế nào, hắn nghe sao có thể không biết. Cái giọng điệu nổi giận đùng đùng ở bên ngoài kia, không phải nàng thì là ai? Hắn sửa lại y phục một chút, đẩy cửa đi ra, lập tức nhìn thấy được hai bên đang đối địch trong đại sảnh. Quả nhiên đúng. Nhìn thấy được rất nhiều bóng người quen thuộc, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Không nghĩ tới hắn vừa tới chân Vũ Vương Thành, mọi người đã đến. Hơn nữa tự nhiên còn ở trong cùng một lữ quán. Vận khí thật đúng là đủ tốt. Người kia là, Bạch Thiềm. Nhìn thấy được đám người Triệu Nhã, Lưu Lăng, hắn lập tức nhìn sang người đối diện. Đó không phải là người trước đây bị hắn đánh cho ngất xỉu ở trong ngõ hẻm sao? Xem ra người này, muốn khi dễ học sinh của ta. Cục diện trước mắt cũng không phức tạp, thoáng chú ý một chút là có thể hiểu rõ. Triệu Nhã là loại người thế nào, hắn còn không biết được rõ ràng sao. Trộm đồ, đùa gì thế? Ngược lại vị Bạch Thiểm y sư này háo sắc tham tài, không phải loại người tốt lành gì. Nếu đã chạm tới trên đầu mình, vừa vặn dạy dỗ một chút. Hắn khẽ cười, nhấc chân đi tới. Triệu Nhã, không thể đi. Đi cùng với bọn họ, còn không biết thế nào.
Nghe được Triệu Nhã quyết định, đám người Trịnh Dương mỗi một đều lộ ra vẻ mặt sốt ruột. Rõ ràng có thể thấy được, vị y sư này và đội tuần tra cấu kết với nhau làm việc xấu. Một khi qua đó, ai biết sẽ an bài tội danh như thế nào? Các ngươi lẽ nào không nhìn ra sao? Hắn là cố ý, cho dù cho nhiều tiền hơn nữa cũng không có tác dụng. Khẳng định hắn sẽ còn tiếp tục tăng giá. Triệu Nhã nói. Mọi người trầm mặc. Quả thật, đối phương rõ ràng khi dễ bọn họ là người từ bên ngoài đến. Nếu thật sự trả tiền, hắn cũng sẽ nói không đủ, thậm chí còn nói mất những vật khác. So với bị sỉ nhục, còn không bằng đi theo, chứng minh sự trong sạch của mình. Mọi người vốn tràn ngập mong chờ đối với vương đô của vương quốc nhất đẳng này, cho rằng có thể mở ra hoài bão. Thật không nghĩ tới vừa đến lại gặp phải loại chuyện này. Sâu trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác bất lực. Đi, chẳng khác nào rơi vào cạm bẫy của đối phương. Không đi cũng không được, đội tuần tra lại ở trong này canh chừng, mở miệng nhất định là trộm dược liệu của hắn, nhất định phải bắt lấy. Siết chặt nắm đấm, mỗi một người đều giận dữ, lại không có biện pháp nào. 5.000 vạn, lại 5.000 vạn, ta vẫn nguyện ý, giải quyết riêng. Lưu sư lắc đầu, cũng đầy nhẫn nhục. Thực sự là rồng bơi chỗ nước cạn bị tôm làm trò, hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt. Loại chuyện như vậy nếu như ở Bắc Vũ Vương Quốc, người trước mắt này nhất định sẽ bị lập tức đánh chết. Nhưng ở chỗ này, đường đường là danh sư cũng không có cách nào. Lưu sư, mọi người đầy ngập lửa giận, mỗi một người siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh. Được rồi, nhiều chuyện, ai cũng không cần đi. Lại ở thời điểm tất cả mọi người cảm thấy không có biện pháp nào khác, một giọng điệu lười biếng thoáng có phần ra vẻ vang lên. Trương Huyền đút tay trong túi đã đi tới. A, à, lão sư. Trương lão sư, lão sư, tại sao lại ở chỗ này? Trương lão sư cũng ở chỗ này sao? Thấy hắn từ trong lữ quán đi ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, lập tức mừng như điên. Mọi người đều ra ngoài tìm hắn, không nghĩ tới hắn lại từ bên trong đi ra. Không để ý tới sự kích động của mọi người, Trương Huyền đi vài bước tới trước mặt Bạch Thiểm y sư, cười chế giễu nhìn qua. Là ngươi khi dễ học sinh của ta. Bạch Thiểm nắm chắc tình hình, đang uống trà, lại thêm quay lưng về phía Trương Huyền, vẫn chưa nhìn kỹ, cũng không nhận ra được. Bàn tay hắn vẫy một cái, hừ một tiếng. Là học sinh của ngươi trộm đồ của ta, ta chỉ truy tìm điều tra về vật bị mất. Trộm em gái ngươi. Bạch Thiểm còn chưa nói hết lời, liền nghe được một âm thanh. Ngay sau đó trước mắt hắn tối sầm, một ấm trà lại đập xuống đầu. Ấm trà vỡ nát, nước nóng bắn xuống toàn thân. Bạch Thiểm bị nóng, toàn thân nhất thời co rút, trực tiếp nhảy dựng lên, giống như động kinh. Con mẹ nó ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Mấy ngày qua, hội trưởng, vương công quý tộc ai thấy mình không lễ độ cung kính. Người này thì hay rồi, một ấm trà đập lên đầu. Ai cho hắn lá gan này? Dưới nước sôi, toàn bộ da mặt đều bị nóng tới rụng lông. Đầu hắn còn bốc hơi nóng, giống như đầu heo vừa nấu qua, đỏ ửng, tản ra từng mùi thịt. Lão sư, điều này, cũng quá mạnh. Đám người Triệu Nhã há to miệng, thiếu chút nữa thì sợ rơi cả cằm. Biết Trương lão sư nhất định sẽ làm chủ cho bọn họ, nhưng nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới. Làm chủ như vậy, một ấm trà nện ở trên đầu, nước nóng tưới xuống mặt. Ta ngất, Trương lão sư này căn bản không xem đối phương là người. Lưu Lăng, Lục Tầm ở bên cạnh, khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Nếu có thể dùng võ lực giải quyết, hắn đường đường là tông sư, danh sư, cần gì ăn nói khép nép như vậy. Đối phương không có sợ hãi, vừa nhìn đã biết có địa vị không thấp, lại có đội tuần tra ở một bên canh chừng. Hắn trực tiếp đánh vào mặt, hơn nữa ngoan độc như vậy. Xem ra, chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không có cách nào giải quyết tốt được. Vậy cũng quá lỗ mãng. Lưu Lăng cười gượng lắc đầu. Đại sư huynh này của hắn bình thường luôn rất trầm ổn, mưu tính trước sau mới hành động. Thế nào ngày hôm nay lại liều lĩnh như thế? Nơi này là Thiên Vũ Vương Quốc, không phải là Thiên Huyền Vương Quốc. Vừa đến lại đánh người, hơn nữa còn là một người có thân phận lớn. Sợ rằng hành trình tới Vương Quốc lần này, đầy chông gai. Tiểu tử này điên rồi sao? Đây chính là Bạch Thiểm y sư. Siêu đội trưởng và các thành viên khác trong đội tuần tra cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, vẻ mặt mỗi một người giống như nằm mộng. Các ngươi muốn xem diễn trò sao? Người này động thủ với ta, còn không mau bắt hắn lại. Thật vất vả mới tỉnh táo lại,
nhìn thấy được người của đội tuần tra đang đứng một bên đờ người ra, Bạch Thiểm Y Sư rít gào một tiếng, tức tới nghiến răng nghiến lợi. Vâng, mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Siêu đội trưởng rút trường kiếm trong tay ra vọt tới trước. Tiểu tử, dám ra tay với Bạch Y Sư, ngươi có biết hắn là ai hay không? Dám ở Vương Đô động thủ, thật to gan. Ai nha, ta bắt. Còn chưa nói dứt lời, một tiếng kêu thảm vang lên. Khuôn mặt hắn trong nháy mắt vặn vẹo thành bánh quai trèo, ở trên không trung liên tục lăn lộn bổ nhào vài cái, ngã xuống cách đó hơn 10 thước. Chương 456, đánh người 2. Đội trưởng, mọi người của đội tuần tra toàn bộ điên rồi. Trời ạ, bọn họ lại là đội tuần tra của Vương quốc, đại biểu cho tôn nghiêm của Vương quốc. Bọn họ đi tới bất kỳ chỗ nào, đều là người khác nơm nớp lo sợ, không dám đắc tội. Điện tại vừa tiến lên, đã bị một tát bay trở về. Tiểu tử, người đây là đối nghịch với Vương quốc. Hét lớn một tiếng, bọn họ lại muốn xông qua thay đội trưởng báo thù. Còn chưa nói hết lời, liên tiếp những tiếng động. Bốp, 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 bốp. Mấy tên hộ vệ, sắc mặt đều nhăn nhó, đồng thời nằm trên mặt đất, kêu thảm một hồi. Kết thúc rồi. Lão bản và tiểu nhị của lữ quán vốn tưởng rằng rất nhanh có thể dàn xếp ổn thỏa. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tóc của bọn họ đều bị kéo rơi xuống. Ra tay đối với người của đội tuần tra, đây là chuyện đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua. Một lần duy nhất giống như vậy, là 10 năm trước, một vị tán tu tông sư sơ kỳ gây mâu thuẫn, ra tay độc ác, kết quả gặp phải toàn thành bao vây săn đuổi, không quá một ngày, đã bị lập tức giết chết. Người này thì hay rồi. Không chỉ đánh đội tuần tra, ngay cả Bạch Thiểm Y Sư cũng bị bỏng thành đầu heo. Vốn tưởng rằng chỉ là chuyện rất đơn giản, đội tuần tra đi tới liền có thể giải quyết. Kết quả ầm ĩ lớn như vậy, sớm biết được thì gọi người làm gì. Cái này, phía trên một khi hỏi thăm, mình ngay cả loại côn đồ này cũng tiếp đãi, lữ quán cũng không cần mở, có thể trực tiếp đóng cửa. Người đâm đầu vào chỗ chết. Bạch Thiểm Y Sư mới từ trong cảm giác đau rát tỉnh táo lại, mắt cũng có chút sưng. Hắn nhìn thấy người của đội tuần tra xung quanh nằm đầy đất, nổi giận một hồi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Trương Huyền. Ngươi kết thúc, lần này ngươi thật sự kết thúc rồi. Dám động thủ đối với người của đội tuần tra, ai cũng cứu không được ngươi. Còn chưa nói dứt lời, cái cổ hắn tê dần, lại cảm thấy yết hầu căng thẳng. Hắn bị người nhấc lên. Bốp, bốp, bốp. Trên mặt đau rát đau, trái phải cùng lúc, bị liên tục đánh ngoan độc mười mấy cái. Ai cũng cứu không được ta, ngươi xác định chứ? Trương Huyền cười châm biếm, nhìn qua. Ô ô, Bạch Thiểm Y Sư khóc. Đau, thật sự quá đau. Lớn như vậy hắn chưa từng bị đánh qua. Hắn không dám nói thừa, chậm rãi mở đôi mắt sưng vù, nhìn về người phía trước mắt vừa đánh hắn. Hắn muốn nhớ kỹ dung mạo của đối phương, quay đầu lại tìm cơ hội băm thây đối phương thành vạn đoạn. Vừa nhìn xuống, sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng bệch. Quá quen thuộc. Hồng Liên Sơn Mạch, chính là hắn đi cùng Mạc Vũ công chúa cùng nhau, một quyền đánh mình ngất xỉu. Hắn có địa vị như ngày hôm nay, cũng là bởi vì người này giả mạo. Không sai, là ta. Tiện tay ném Bạch Thiểm xuống đất, Trương Huyền thản nhiên nói. Ta. Sắc mặt Bạch Thiểm nhăn nhó. Nếu nói thế giới này, hắn muốn nhìn thấy ai nhất, vậy nhất định là người trước mắt này. Bởi vì người này giả mạo, hắn mới có địa vị như bây giờ. Nếu nói hắn không muốn gặp ai nhất, cũng chính là vị trước mắt này. Bởi vì một khi thấy, là có thể vạch trần mình là một kẻ giả mạo, căn bản không phải hắn trị bệnh cho Đại Dược Vương. Không có chuyện này, mọi người của nghiệp đoàn y sư, ai còn tôn kính hắn? Còn coi hắn là rau củ. Vốn tưởng rằng, chỉ cần phòng bị Mạc Vũ công chúa, nơi nàng xuất hiện, mình không đi, lại có thể thuận lợi tránh né. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải trường hợp này. Mình lại còn háo sắc che tâm, đùa giỡn học sinh của hắn. Không phải muốn chết sao? Cho dù không động thủ, nói thẳng không phải hắn trị bệnh cho Đại Dược Vương, sợ rằng mình còn không có ra khỏi cửa, đã bị vô số y sư đánh chết. Sư huynh, như vậy sẽ phiền toái. Nhìn thấy được một đám lăn lộn đầy đất, Bạch Thiểm y sư bị đánh thành đầu heo, Lưu Lăng đã đi tới, không nhịn được lắc đầu. Phiền phức, không có gì là phiền phức cả. Trương Huyền không để ý. Nếu ra tay, tất nhiên hắn đã sớm nghĩ xong đối sách tốt nhất có thể được dễ dàng giải quyết. Không giải quyết được, cùng lắm thì hạ kịch độc cho mỗi người này. Hắn không tin dưới kịch độc, bọn họ còn dám làm càn.
Đây là đội tuần tra, đánh bọn họ bị thương. Không biết suy nghĩ trong lòng hắn, Lưu Lăng muốn nói lại thôi, có chút do dự. Nếu không ta đi tới danh sư đường, tìm kiếm sự che chở. Dựa vào thân phận danh sư của ta, Thiên Vũ Vương quốc hẳn tạm thời không dám tìm phiền toái. Chỉ là làm như vậy, có thể sẽ bị danh sư đường xét xử. Danh sư đường, có nghĩa vụ bảo vệ danh sư, nhưng nếu như danh sư làm sai, cũng có quyền lợi xét xử. Ban đầu, đối phương tìm phiền toái, đám người mình chiếm lý. Hiện tại đánh bọn họ thành như vậy, có lý cũng biến thành vô lý. Không cần. Trương Huyền khoát tay, chỉ Bạch Thiềm bị đánh thành đầu heo. Chuyện này, ta tin tưởng hắn sẽ thay chúng ta giải quyết. Hắn. Lưu Lăng có chút choáng váng mơ hồ. Ngay cả đám người Triệu Nhã cũng đầy nghi ngờ nhìn qua. Người này vốn chính là tới gây phiền toái. Vừa rồi ngươi cầm một ấm trà đập vào trên đầu của người ta, ngay sau đó lại đánh hắn thành đầu heo. Thù hận gần như không chết không dừng, còn giúp ngươi giải quyết. Đùa gì thế? Ngay cả Lục Tầm đứng một bên, cũng không nhịn được lắc đầu. Vị trương sư bá này, các loại chức nghiệp thiên phú tuyệt đối cao, khuyết điểm duy nhất chính là quá lỗ mãng. Loại tính cách này, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Bạch Thiềm y sư, chuyện này, ngươi xem làm sao bây giờ? Không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Trương Huyền cười khanh khách nhìn về phía vị y sư trước đó đã bị hắn đánh qua một trận. Khụ khụ, cái này. Nhìn thấy được ánh mắt của đối phương cười lại như không cười, Bạch Thiềm y sư rụt cổ lại. Chuyện này là ta sai, là ta mê gái che lấp tâm hồn, gây phiền phức cho học sinh của ngươi. Yên tâm đi, ta rất nhanh có thể xử lý được. Nói xong, Bạch Thiềm y sư đứng dậy, vẻ mặt đại nghĩa đi tới trước mặt đám người Diêu đội trưởng, cổ tay lật một lần lấy ra một lọ thuốc. Đây là thuốc trị liệu ngoại thương, Diêu đội trưởng cầm lấy. Còn nữa, 10 vạn kim phiếu này, các ngươi cũng cầm đi, dẫn các huynh đệ ăn bữa ăn ngon. Bạch y sư. Thấy người này tự nhiên mình rút tiền túi ra, thay người đánh hắn nói chuyện, Diêu đội trưởng và rất nhiều thành viên của đội tuần tra cũng sắp phát điên rồi. Hắn đang nghi ngờ, lại nghe bên tai vang lên tiếng nói khẽ của Bạch y sư. Xuyệt, vị trước mắt này cùng Mạc Vũ công chúa quan hệ không tầm thường, kết bạn cùng đi. Còn lại ngươi nên biết phải làm sao rồi đấy. Cùng Mạc Vũ công chúa có quan hệ không tầm thường. Đồng tử của đám người Diêu đội trưởng co lại, toàn thân cũng cứng đờ. Chương 457, Bạch y sư xảo trá 1. Mạc Vũ công chúa tuy rằng kém hơn so với Mạc Hoàng Nhất được xưng đệ nhất Thiên Vũ Vương quốc trong nghìn năm, nhưng cũng là thiên tài siêu cấp, địa vị vượt xa so với các phương tử, công chúa khác. Hiện tại nàng còn lập tức sát hạch danh sư thành công, nhận được bệ hạ ưu ái sâu sắc. Thậm chí có lời đồn, nàng sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, trở thành người được đề cử đảm nhiệm quân chủ tiếp theo, để đề phòng đại vị rơi xuống trong tay Mạc Hoàng Nhất. Có quan hệ không tầm thường với hắn, còn kết bạn cùng đi. Chẳng lẽ, bọn họ chỉ là một đám binh sĩ nhỏ, tuần tra xung quanh, thông qua ăn cần, kiểm tra đòi hỏi, kiếm được chút dầu nước. Đắc tội với, bằng hữu của công chúa, đây không phải là muốn chết sao? Thật sao? Trong lòng run lên, Diêu đội trưởng vẫn có chút không dám tin tưởng. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, tùy tiện cũng đụng với bằng hữu của công chúa. Lại nói. Công chúa luôn luôn giữ mình trong sạch, vô số thiếu niên thiên tài liều mạng theo đuổi, cũng hoàn toàn không để ý. Hắn chưa từng nghe nói qua, nàng có một bằng hữu. Ta cũng hy vọng là giả. Biểu tình Bạch Thiềm y sư cũng sắp muốn khóc. Cái này, thấy bộ dáng này của hắn, mọi người mặc dù cảm thấy gặp xui xẻo, nhưng cũng biết, khẳng định là sự thật. Đây chính là Bạch Thiềm y sư gần đây giống như mặt trời ban trưa, bị đánh thành như vậy. Cũng không dám phản kháng, đủ để nói rõ vấn đề. Nếu như vậy, lòng tốt của Bạch y sư chúng ta xin thu. Hiện tại từ biệt, giấy rụa đứng dậy, Diêu đội trưởng liền ôm quyền. Bạch y sư cũng đắc tội không nổi, bọn họ tất nhiên lại càng không dám đắc tội. So với ở chỗ này tìm bị đánh, còn không bằng xoay người rời khỏi đây. Ở Vương Thành tuần tra, mắt không tinh, hắn đã sớm bị người đánh chết, sao có thể sống đến bây giờ? Bất kể là Bạch y sư, hay Mạc Vũ công chúa, người này đều đắc tội không nổi. Đã như vậy, sớm thoát thân mới là lựa chọn tốt nhất. Xôn xao. Thời gian chỉ trong chốc lát, người của đội tuần tra liền đi sạch sẽ. Cứ như vậy liền đi sao? Đám người Lưu Lăng mới vừa rồi còn lo lắng vô cùng, mỗi một người trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Lục Tầm,
vừa cảm thấy vị trương sư bá này thật sự quá lỗ mãng. Hiện tại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, gương mặt co giật, sắp biến thành tảng đá. Đây chính là đội tuần tra của vương quốc, đại biểu cho tôn nghiêm của vương quốc. Mỗi một bị đánh giống như đầu heo, ngay cả một câu chưa nói đã rời đi. Mọi người còn chưa có hết kinh ngạc, lại nhìn bạch y sư vừa rồi kiêu ngạo ngay cả lưu sư cũng không để vào mắt, cung kính đi tới trước mặt trương lão sư, vẻ mặt kính nể, e sợ. Cái này, tiền bối, ta đã xử lý xong, ngài xem, ta có thể đi không? Trong mắt mọi người lại rơi đầy đất. Tiền bối, người cũng già 70-80 tuổi, sắp xuống lỗ rồi. Đối phương ngay cả 20 tuổi còn chưa tới, người gọi người ta là tiền bối. Còn có biết xấu hổ hay không? Lẽ nào, mọi người của Thiên Vũ Vương quốc không có tự trọng, phải đánh cho một trận mới được. Viên Đào không nhịn được thì thầm. Nghe hắn nói như thế, mọi người ngoài mặt tuy rằng không nói gì, nhưng cũng hoàn toàn tán thành. Trương lão sư đến cùng làm sao vậy? Dựa theo tính tình đáng khinh của người này vừa rồi, còn không có đánh, lại giận tới dựng lông, dự định để cho toàn thành đều biết. Thật sự dùng ấm nước đập hắn, lại đánh liền mười mấy cái tát, còn không giết chết mọi người. Nhưng bây giờ, hắn lại giống như con chó Nhật, khiến người ta không hiểu nguyên nhân, chỉ có thể âm thầm bội phục đối với vị trương lão sư này không thôi. Dường như, không quan tâm chuyện khó khăn tới mức nào, đến trong tay hắn, cũng không gọi là chuyện nữa. Lục Tầm trước đó còn tồn tại tâm tư muốn so sánh cùng đối phương. Hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này, thực sự buồn cười. Đi, đừng có gấp, ta không phải là người không nói lý. Làm việc, nhất định sẽ chịu trách nhiệm, ta đánh cho ngươi một trận, có chút ngượng ngùng. Trương Huyền nhìn qua, vết thương trên người ngươi giải quyết như thế nào? Ta là tự ta chuốc họa vào thân, tùy tiện tìm chút thuốc bột bôi là được rồi. Bạch Thiềm Y sư cười gượng. Để cho hắn chịu trách nhiệm. Mình cũng không dám. Không nói tới quan hệ với công chúa, chỉ nói đối phương chỉ được khế ước cổ ngay cả y sư tam tinh cũng không chữa khỏi. Thực lực y đạo cao, Thiên Vũ Vương quốc không có ai so với được. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Đại Dược Vương. Để cho hắn chịu trách nhiệm, không phải đâm đầu vào chỗ chết sao. Nếu là tự chuốc họa vào thân, vậy ta lại không để ý nữa. Chỉ có điều, đệ tử của ta bị ngươi vu oan hãm hại, trong lòng bị tổn thương cực lớn, tính thế nào? Biết hắn suy nghĩ điều gì, kiêng kỵ cái gì, Trương Huyền hờ hững nhìn qua. Ta, khóe miệng Bạch Thiềm Y sư giật một cái. Không cần ngươi à ta làm gì, không phải mới vừa nói gốc dược liệu kia giá trị 5.000 vạn sao. Như vậy đi, tâm lý học trò của ta bị tổn thương, mượn số tiền này bồi thường. Tiền giao ra, cút xéo cho ta. Không giao ra được, có tin hay không, ngay bây giờ ta chặt thứ gây họa cho ngươi. Nói xong, ánh mắt Trương Huyền lướt qua, rơi vào một chỗ. Bạch Thiềm Y sư khiếp sợ đến mức không kìm lòng được run rẩy một chút. Nhiều tiền như vậy, ta thật sự không có. Một lát sau, vẻ mặt buồn bã giống như đưa đám, Bạch Thiềm Y sư không nhịn được nói. Hắn chỉ là một y sư nhất tinh, mấy năm nay tuy rằng lừa đảo hãm hại, chuyện xấu đã làm nhiều lần, trên thực tế lại không để dành được bao nhiêu tiền. Không. Trương Huyền khẽ cười, bàn tay chợt vươn ra, đâm thẳng vào trán của đối phương. Bạch Thiềm Y sư dọa cho giật mình, cổ ngửa ra phía sau, nhất thời miệng hơi mở ra. Trương Huyền bấm tay bắn ra. Bù. Thoáng một cái, một vật lại bắn thẳng vào cổ họng của hắn. Khụ khụ, đây là cái gì? Ôm lấy cổ họng, sắc mặt Bạch Thiềm Y sư trở nên trắng bệch. Không có gì, chỉ là thứ tốt nhận được từ chỗ của Đại Dược Vương, cho ngươi nếm thử. Ngươi không phải chỉ được bệnh cho Đại Dược Vương, và hắn rất quen thuộc sao? Có thể đi tìm hắn hỏi một chút. Vẻ mặt Trương Huyền không để ý nói. Chương 458, Bạch Y sư xảo trá 2. Ta! Sắc mặt Bạch Thiềm Y sư đỏ lên, hắn chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, không chịu được nữa, quỳ rạp xuống đất. Tiền bối, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Đại Dược Vương là người phát ngôn của Độc Điện, thứ ở chỗ hắn cầm tới là cái gì, không cần đầu óc cũng có thể hiểu rõ. Muốn để ta tha cho ngươi cũng được, vừa vặn chúng ta đến Vương Thành, không có chỗ ở. Ngươi đi tới gần chỗ danh sư đường, tìm một phủ đệ. Chuẩn bị tốt, ta có thể suy nghĩ giải quyết cho ngươi. Chuẩn bị không tốt, ta thấy cũng không sử dụng ta ra tay, thuốc của Đại Dược Vương đã đủ tiễn ngươi một đoạn đường. Trương Huyền tùy ý xua tay. Người này tuy rằng sắc đảm che trời, một nhân vật nhỏ,
nhưng cũng có thể có chỗ sử dụng. Đám người mình vừa đi tới nơi này, cuộc sống không quen, do hắn từ trong đó chiếu cố, không ít chuyện khó khăn, cũng sẽ trở nên đơn giản hơn. Tình huống như hôm nay, có thể trực tiếp ra tay, là bởi vì người này nhận ra mình, biết mình và Mạc Vũ công chúa ở cùng một chỗ, nghi ngờ có chút cáo mượn oai hùng. Đổi lại thành thời điểm khác, thật sự muốn ra tay, tác dụng hoàn toàn ngược lại. Cho nên, có một người hiểu rõ ở bên cạnh, chung quy tốt hơn so với hoàn toàn hồ đồ. Tiền bối. Vẻ mặt đau khổ, Bạch Thiềm y sư giống như cha mẹ chết. Chuyện gì thế này? Lại uống rượu một chút, nhìn thấy được một mỹ nữ đùa giỡn một chút. Kết quả, bị người dùng dội nước sôi không nói, còn phải bồi thường cho đối phương một phủ đệ. Thiên hạ làm gì có đạo lý bị đánh còn phải đền tiền. Thế nào, không đi sao? Tốt lắm, thuốc này đại dược vương cho ta, có người nói sau khi ăn, trong đầu sẽ sinh trưởng đầy dòi bọ, do đó dẫn đến thần trí hỗn loạn. Thời điểm nghiêm trọng, sẽ xé rách y phục, cởi chuồng chạy xung quanh. Duy trì liên tục 3 ngày có khả năng tử vong, không biết có hợp với khẩu vị của ngươi hay không. Trương Huyền nói, toàn thân Bạch Thiềm y sư run rẩy, khiếp sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng hành vi của hắn không bị kiềm chế, nhưng nếu quả thật để cho hắn cởi sạch y phục trần truồng chạy xung quanh, hắn thật sự không cần sống nữa. Thế nào, không hợp khẩu vị sao? Cái này cũng đơn giản. Trước đây hắn cho ta 18 loại thuốc, không hợp khẩu vị, ta có thể đều thử ở trên người ngươi một chút. Trương Huyền khẽ nâng mí mắt lên. Không cần. Vẻ mặt muốn khóc, Bạch Thiềm y sư liên tục lắc đầu. Không cần làm phiền tiền bối. Không phải tìm một phủ đệ sao? Cái này đơn giản, ta lập tức qua, ngày mai sẽ giúp tiền bối tìm được. Đã trúng độc, sinh tử đã bị đối phương khống chế. Nếu không có cách nào phản kháng, vậy, thuận theo. Ừ, vậy còn tạm được, Tôn Cường. Nghe hắn đáp ứng, Trương Huyền quay đầu lại nhìn. Thiếu gia, Tôn Cường đi tới. Dương Sư là lão gia, vị này chính là học sinh của Dương Sư, tất nhiên là thiếu gia. Đi theo hắn. Đi tìm một phủ đệ ngươi thấy thỏa mãn. Thu thập xong, có khả năng 2 ngày nữa, lão sư ta cũng sẽ tới. Trương Huyền nói. Lão gia cũng tới sao? Vâng, vâng. Tôn Cường đầy hưng phấn gật đầu. Còn không đi, chẳng lẽ còn muốn đợi ăn? Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng. Vâng. Bạch Thiềm y sư liền vội vàng gật đầu, xoay người rời đi, một khắc cũng không dám dừng lại. Rời khỏi lữ quán, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không nhịn được nhìn về phía Tôn Cường đi phía sau. Không biết, vị thiếu gia này nhà các ngươi, tên gọi là gì? Lần trước nhìn thấy ở Hồng Liên Thành, hắn chỉ nói là người sùng bái mình, đã bị đập cho choáng váng. Ngày hôm nay lại gặp phải, cũng không thể hiện ra thân phận. Tuy rằng đối với hắn kiêng kỵ không thôi, nhưng không biết đến cùng hắn tên gì. Thiếu gia nhà chúng ta tên là Trương Huyền. Tôn Cường gật đầu. Trương Huyền. Bạch Thiềm y sư lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, mấy năm nay chưa từng nghe qua vương tử hoặc thiên tài lợi hại nào có tên gọi như vậy. Vừa rồi các ngươi nói lão gia, không biết lão gia các ngươi là ai. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không dám có chút khinh thường, tiếp tục hỏi. Lão gia chúng ta, là danh sư vượt qua tam tinh. Vẻ mặt Tôn Cường sùng bái. Danh sư, vượt quá tam tinh. Thân thể Bạch Thiềm y sư run lên. Khương sư lợi hại nhất Thiên Vũ Vương quốc, đường chủ danh sư đường, cũng chỉ là một vị danh sư nhị tinh mà thôi. Vượt quá tam tinh là khái niệm thế nào? Có thể nói, chỉ cần nguyện ý, một tay có thể khiến cho toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc bị hủy diệt. Trương Huyền này không ngờ là vãn bối của người như thế. Đúng vậy, thiếu gia làm học sinh thân truyền của hắn, nhận hết chân truyền. Lần này thiếu gia tới Vương Thành chính là sát hạch danh sư. Không chỉ có như vậy. Hắn còn là một vị thi họa sư tam tinh, thuần thú sư nhị tinh, luyện đan sư nhất tinh. Tôn Cường nói tiếp, đây là những gì hắn biết được từ trong miệng Trầm Bích Như. Thi họa sư tam tinh, thuần thú sư nhị tinh. Thân thể Bạch Thiềm y sư cứng còng. Thảo nào tuổi còn trẻ lại lợi hại như vậy, tùy tiện lấy một thân phận ra, cũng kinh thiên động địa. Sợ rằng ngay cả, Mạc Vũ công chúa cũng có phần không bằng. Cố gắng thần phục thiếu gia và lão gia. Sẽ thu được lợi ích cả đời ngươi cũng không hưởng thụ được. Phản bội, kết quả ta không cần phải nói. Ngươi chắc hẳn cũng có thể nghĩ đến. Biết đối phương suy nghĩ điều gì, Tôn Cường gõ một câu. Vâng. Bạch Thiềm y sư gật đầu. Nghĩ tới điều trải qua trong những ngày qua,
trong lòng hắn đột nhiên dâng lên sự rung động. Tuy rằng ngày hôm nay rất xui xẻo, nhưng có thể, thực sự cũng là một lần cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Bạch Y Sư và Tôn Cường rời khỏi đó, Trương Huyền đang muốn nghỉ ngơi, liền nhìn thấy mọi người vẻ mặt hiếu kỳ vây quanh. Chương 459, Quý Mặc Công Tử hưng phấn 1. Lão Sư, tại sao Lão Sư lại ở chỗ này? Trịnh Dương không nhìn được mở miệng, những người khác cũng nhìn lại. Bọn họ tìm một vòng, vất vả khổ cực, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy một cái. Kết quả, hắn tự nhiên ở trong cùng một lữ quán với đám người mình. Thật đúng là dưới đèn thì đen, chuyện gì thế này? Hôm nay ta mới đến Thiên Vũ Vương Quốc, ở đây gần cửa thành, tất nhiên phải ở nơi này. Trương Huyền cười nói, cửa thành gần đây, dường như chỉ có một nhà lữ quán này, không ở nơi đây thì ở nơi nào? Ngày hôm nay mới đến, vậy, Trịnh Dương chỉ vào Bạch Thiểm Y Sư vừa rời khỏi, hoàn toàn không thể tin được. Người vừa rồi kiêu ngạo hận không thể hủy cả trời, người tới đánh một trận, hắn lại ngoan ngoãn giống như cháu chắt. Nếu nói không biết, đánh chết cũng không tin. Hơn nữa, đội tuần tra cũng nghe được cái gì, vẻ mặt kiêng kỵ rời khỏi. Vừa nhìn là có thể khiến cho bọn họ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Có thể là ta đánh tương đối đau, hắn cảm thấy sợ. Trương Huyền thuận miệng đáp một câu. Chuyện ở Hồng Liên Sơn Mạch dính dáng tới Đại Dược Vương, Độc Điện, phiền phức rất nhiều. Hơn nữa các chức nghiệp ngụy trang sư, độc sư, y sư, cho dù giải thích, cũng giải thích không được, còn không bằng không nói. Lại nói, có thể khiến cho Bạch Thiểm kiêng kỵ như thế, nguyên nhân không chỉ vì Đại Dược Vương. Quan trọng hơn là thân phận của Mạc Vũ công chúa, hắn cũng cáo mượn oai hùng. Cho dù nói ra, cũng không có gì có thể khoe khoang. Đánh tương đối đau. Mọi người bất đắc dĩ một hồi. Nếu như đánh đau có thể có tác dụng, vừa rồi bọn họ đã sớm động thủ, còn cần chờ ngươi đến sao? Không muốn giải thích, nói dối cũng nên nói uyển chuyển một chút. Nói ra loại lời này vừa nghe được, khó tránh khỏi quá miễn cưỡng. Người này lại như vậy. Hoàng Ngữ đứng ở một bên, trợn trừng mắt. Trước đây, người này chính là như vậy. Không muốn nói thì có thể không nói. Mỗi người đều có bí mật của mình. Vẻ mặt nghiêm túc nói dối, mấu chốt còn không đỏ mặt, suy nghĩ một chút cũng thấy choáng váng. Không quan tâm là nguyên nhân gì, lão sư chính là lão sư. Không quan tâm vấn đề thế nào, đều có thể giải quyết. Không giống với những người khác nghĩ, hai mắt đám người Triệu Nhã vẫn nóng như lửa. Vừa rồi bị ép đến tuyệt cảnh không có bất kỳ biện pháp nào, lão sư vừa xuất hiện, liền xuất hiện khả năng xoay chuyển. Quan trọng hơn chính là, đối phương còn ngoan ngoãn nghe lời. Lão sư chính là lão sư, hình như bất kỳ khó khăn nào cũng không làm khó được hắn. Sư huynh, nếu như ta không nhìn lầm, sư huynh đã đạt được nửa bước tông sư. Thấy hắn không muốn dây dưa ở trên đề tài này, Lưu Lăng vuốt râu nhìn qua. Chân khí thiên đạo của Trương Huyền che giấu khí tức. Cho dù cường giả trí tôn, danh sư nhị tinh cũng không nhìn ra được sâu cạn. Chỉ có điều, thời điểm vừa chiến đấu, khí tức lộ ra ngoài, lực lượng dồi dào, khí thế kinh người, lại không nhìn ra nữa thì thật sự mắt mù rồi. Tuy rằng nhìn ra, hắn vẫn cảm thấy không thể tin được. Nửa bước tông sư, đột phá lên mặc dù không có khó khăn giống như tông sư cảnh, nhưng cũng là một bậc thang khó có thể vượt qua. Thiên Huyền Vương Quốc, cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong không dưới mấy trăm. Nhưng chân chính đạt được nửa bước tông sư, cũng chỉ có một vị lão tổ Trầm Hồng, đủ thấy độ khó trong đó. Khoảng thời gian trước, người này mới thông huyền cảnh đỉnh phong. Hắn vốn tưởng rằng cho dù có thể bước ra bước này, không tích lũy 2-3 năm, cũng làm không được. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, người này mới một tháng không gặp, đã đạt được. Nửa bước tông sư, mọi người cũng đều giật nảy mình, nhất là Lục Tầm con mắt trợn tròn. Thời gian một tháng này, hắn cuối cùng đột phá thông huyền cảnh, vốn tưởng rằng chí ít có thể đạt được cùng khởi điểm với đối phương. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đối phương đã đi được xa hơn. Ừ. Trương Huyền lên tiếng. Tông sư giống như biển chứa trăm sông, có thể sáng lập một tông, bảo tồn năng lực một phái, là cửa ải khó khăn đầu tiên của người võ giả cửu trọng. Nửa bước tông sư, tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng không tích lũy, lắng đọng cho tốt, muốn đột phá vẫn rất khó. Nghe hắn xác nhận. Lưu Lăng gật đầu. Nửa bước tông sư, nghe cách tông sư gần, trên thực tế chỉ là bàn đạp leo lên. Muốn thật sự bước qua, đâu chỉ có muôn vàn khó khăn. Trầm Hồng, hắn, Trang Sư, Trịnh Sư, người nào lúc còn trẻ, không phải tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc,
tất cả đều dừng lại ở cửa ải này mấy chục năm, không có cách nào thành công. Nếu không gặp phải Dương Sư, sợ rằng suốt đời, cuối cùng cũng không có cách nào đột phá. Bởi vậy, cho dù đạt được cảnh giới này, không cố gắng tu luyện, nắm chắc tâm tính, từ từ tích lũy, khoảng cách tông sư cũng còn xa mới gặp. Thậm chí cả đời cũng khó đạt được. Vâng. Trương Huyền biết đối phương là có ý tốt nói ra kinh nghiệm, hắn gật đầu. Thiên phú của ngươi cao hơn ta, lại có lão sư tự mình chỉ điểm, đột phá chắc hẳn là dễ dàng hơn so với ta rất nhiều. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là hy vọng ngươi không nên gấp gáp, nóng lòng, do đó mất đi đúng mực. Trong vòng 3 năm có thể đột phá, đã tính là thiên tài trong thiên tài. Lưu Lăng nói tiếp, vị sư huynh này tuổi còn trẻ lại đạt được nửa bước tông sư, khó tránh khỏi trong lòng cao ngạo. Hắn nói ra câu này, là muốn cho đối phương không kiêu ngạo không nóng nảy, đừng quá theo đuổi tốc độ, mất đi bản tâm. Đến lúc đó trái lại trở thành cao không được thấp không phải. Được rồi, lại không làm chậm trễ thời gian sư huynh và học sinh gặp mặt, chúng ta nghỉ ngơi trước. Biết Trương Huyền và rất nhiều học sinh lâu như vậy mới gặp mặt, khẳng định có không ít lời muốn nói, Lưu Lăng mỉm cười, ôm quyền từ biệt. Đám người Hoàng Ngữ, Lục Tầm cũng đi theo ở phía sau xoay người rời khỏi đó. Lão sư, ba người đi rồi, đám người Trịnh Dương quỳ xuống đất, mỗi một người đều mang theo kích động. Đặc biệt là Triệu Nhã, vẻ mặt càng cảm kích. Nếu không phải Trương lão sư xuất hiện đúng lúc, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đều đánh một bộ quyền để cho ta xem tiến bước thế nào. Trương Huyền vung tay, ngồi xuống, nhìn về phía mọi người. Chương 460, Quý Mặc công tử hưng phấn 2. Nếu là lão sư, lại phải nêu gương tốt cho người, kiểm soát chặt chẽ tu vi của bọn họ. Vâng. Mọi người cùng nhau đánh ra quyền pháp. Vù vù vù. Bên trong gian phòng nhất thời có tiếng gió gào thét thổi, kinh khí 10 phần. Đổi lại thành người khác, thoáng cái nhìn 5 người đồng thời đánh quyền, cho dù có thể nhìn ra tu vi, khẳng định cũng tìm không ra chỗ mấu chốt. Trương Huyền lại khác, đồ thư quán trong đầu vận chuyển một cái, lập tức lại viết ra những chỗ thiếu hụt của trong tu luyện bọn họ. Coi như không tệ, thời gian một tháng, tất cả đều có tiến bước, chỉ có điều, còn kém xa lắm. Nhìn xong vấn đề tu luyện của mọi người, lông mày Trương Huyền nâng lên. Trịnh Dương, công pháp ta cho ngươi tu luyện, bảo ngươi tu luyện kinh mạch phế thái âm, ngươi tu luyện kinh mạch tam túc làm gì? Vẽ rắn thêm chân chẳng ra cái gì cả, còn để ta phát hiện tu luyện như vậy nữa, cút xéo cho ta, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Lưu Dương, cánh tay phải của ngươi tuy rằng đã khôi phục. Lúc tu luyện, cũng phải chú ý, mạnh mẽ sử dụng lực mạnh lượng trùng kích, chẳng lẽ còn muốn lại phế bỏ sao? Vương Dĩnh. Rất nhanh, hắn nói ra một lượt những phát hiện sai sót tu luyện của 5 đệ tử gần đây, lại truyền thụ một ít phương pháp tu luyện mới. Trương Huyền tuy rằng làm những chuyện khác có chút lung tung, nhưng trên phương diện giáo dục học sinh, hoàn toàn không có chút chậm trễ, nghiêm túc chăm chỉ. Ầm ầm ầm. Một lúc lâu sau, mọi người đều đột phá. Đám người Trịnh Dương, Vương Dĩnh dẫn đầu đột phá bì cốt cảnh, đạt được đỉnh lực cảnh sơ kỳ. Ngay sau đó Viên Đào cũng đạt được bì cốt cảnh đỉnh phong. Trong số mấy người, tiến bước lớn nhất vẫn là Triệu Nhã. Trước đó nàng chỉ mở ra 2 huyệt đạo, trải qua Trương Huyền giảng giải, trong một canh giờ, thậm chí liền đột phá 10 huyệt vị, thực lực tăng mạnh. Cảm nhận được trong thời gian ngắn như vậy, tu vi đột phá nhiều như vậy, mọi người hưng phấn, đồng thời đầy hoảng sợ. Trước đó Lưu Sư nói qua, bọn họ muốn đột phá, cần phải có cơ hội. Nhanh nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Trương Lão Sư tới, tùy tiện chỉ điểm một hồi, tất cả lại tiến bộ. Làm sao không nói rõ, thủ đoạn của hắn còn lợi hại hơn so với Lưu Sư. Hiểu rõ điểm ấy, trong lòng bọn họ càng bái phục. Được rồi, ngày hôm nay lại đến đây thôi. Nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai ta còn phải đi sát hạch danh sư. Trương Huyền phân phó nói. Trải qua chuyện của Triệu Nhã, hắn biết, bối cảnh lợi hại hơn nữa, cũng không giống như bản thân mạnh mẽ. Sát hạch danh sư, ở thế phải làm. Ta có việc gấp muốn bái kiến Quý Mặc công tử. Quý gia một trong 3 gia tộc lớn Thiên Vũ Vương quốc, một bóng người vội vã đi tới. Nếu như Trương Huyền ở đây, khẳng định có thể nhận ra, chính là người dẫn đầu trước đó bị đánh tới rối tinh rối mù ở ngoài thành. Lúc này trên thân của người dẫn đầu vẫn đầy vết thương. Chỉ có điều, trải qua trị liệu, hắn đã khá hơn nhiều, chỉ ít hành động tự nhiên. Như thế nào, thành công không? Két! Cửa phòng mở ra, nhìn thấy hắn đi tới,
ánh mắt Quý Mặc công tử nhất thời sáng lên. Hồi bẩm công tử, tuy rằng chúng ta bị thương vô cùng nghiêm trọng, lại may mắn không làm nhục sứ mệnh. Người dẫn đầu quỳ rạp xuống đất. Ừ, không tệ, không tệ. Nghe được đối phương trả lời xác nhận, ánh mắt Quý Mặc công tử lóe lên sự hưng phấn. Tiểu tử kia khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Không giáo huấn thật kỹ, làm thế nào có thể giải được cơn giận trong lòng. Mau đưa Ngọc Tinh ghi lại cho ta xem. Bàn tay đưa ra ngoài, vẻ mặt Quý Mặc công tử đầy chờ mong. Trước đó ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Còn tam cảnh, tứ cảnh, ngũ cảnh, giống như chơi xiếc ảo thuật, còn thi họa sư tam tinh. Người trần chuồng bị treo ở trên cây, ta xem ngươi còn tỏ vẻ cái gì? Hồi bẩm thiếu gia, Ngọc Tinh ghi lại ở thời điểm chiến đấu, bị phá hỏng. Người dẫn đầu đầy xấu hổ. Bị hỏng rồi. Vâng, chỉ có điều, bây giờ chúng ta treo tiểu tử kia ở trên một cây đại thụ ngoài thành. Mấy huynh đệ khác đang canh chừng. Thiếu gia có thể đi theo ta, trực tiếp cười nhạo, có khả năng chút giận tốt hơn. Người dẫn đầu nói. Không sai, trực tiếp đùa cợt mới là điều ta thích nhất. Cười hắc hắc, ánh mắt Quý Mặc công tử lóe lên. Người kiêu ngạo như thế bị lột hết đồ, treo ở trên cây, không qua nhìn, trực tiếp đùa cợt, hắn cũng cảm thấy có phần có lỗi với chính mình. Đi. Mặc quần áo xong, Quý Mặc công tử lại muốn ra cửa. Công tử, chúng ta đắc tội dù sao cũng là một vị thi họa sư tam tinh. Cho dù có Ngọc Tinh ghi lại làm con át chủ bài, đối phương không dám làm gì. Chỉ có điều nếu bị một vài lão cổ hủ ở bên trong phủ đệ biết được, quát lớn một hồi, sợ rằng tránh không được. Ta thấy, nếu không công tử thay y phục dạ hành, chúng ta lặng lẽ rời khỏi đây. Tốt nhất ai cũng không kinh động, ai cũng không nói, để tránh để lộ tin tức, rước lấy không ít phiền toái không cần thiết. Thấy hắn muốn nghênh ngang từ cửa chính ra ngoài, người dẫn đầu khuyên can nói. Không sai, người suy nghĩ rất chu đáo. Đám cổ hủ kia đã sớm nên xử lý. Chờ ta trở thành thi họa sư nhị tinh, danh chấn một phương, kế nhiệm vị trí tộc trưởng, sẽ ra tay giáo huấn. Quý Mặc công tử thỏa mãn gật đầu. Thấy không, đây mới là thuộc hạ trung thành nhất, suy nghĩ cho mình bao nhiêu. Chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có mị lực nhân cách như vậy, mới có thể làm cho thuộc hạ quyết một lòng làm việc như thế. Nghĩ vậy, hắn đầy hưng phấn, phiêu phiêu dục tiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 460.